chương 1664, Tân Kỷ Nguyên, lưỡi búa này xuất hiện, khí tức cổ thần mênh mông lan ra như sóng, gào thét cuốn cả phong giới đại trận đang sụp đổ kia, khiến cho đại trận lại càng rung rẩy kịch liệt hơn, tiếng ầm vang liên miên không dứt, nếu nhắm mắt lại dường như có thể cảm nhận được sát khí không cùng của vô tận sinh linh chết dưới khai thiên phủ trong vô số năm tháng qua, trong tích tắc khi lưỡi búa này xuất hiện, Vương Lâm đứng ở phía trước mơ hồ thấy được có vô số oan hồn hư ảo đám hoang hồn này mơ hồ biến hóa, lượng lờ bốn phía khai thiên phủ, cất tiếng gào thét trống giận. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như một vùng địa ngục, cảnh tượng này giống như cả một vùng hoàng tuyền trong truyền thuyết, nhìn vô cùng kinh người. Sau khi nó xuất hiện cũng không tiêu tán như thất linh lúc trước mà lơ lửng giữa không trung, càng ngày càng ngưng thật, giống như bên trong có linh hồn đang lựa chọn rất cẩn thận. Lựa chọn trước mắt nó là nhận vương lâm làm chủ hay là chịu hủy diệt, thời gian chậm rãi trôi qua, phong giới đại trận lại ầm ầm vang dội. Vương Lâm đã đợi trong thời gian nửa nén hương, nhìn Khai Thiên Phủ đang bất động, nhướng mày, trong mắt lộ tia sáng bình tĩnh, nếu không theo Vương Mổ thì tan thành mây khói đi, tay phải Vương Lâm dơ lên hướng về phía Khai Thiên Phủ ầm ầm nhấn tới. Cả trận pháp liền lập tức sụp đổ thêm. Khai Thiên Phủ chấn động, thân thể khổng lồ chuyển động, bay thẳng về phía Vương Lâm, đột nhiên Khai Thiên Phủ giống như thoát khỏi phong giới đại trận, trong nháy mắt khi vương lâm giơ tay lên liền truyền ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa chém mạnh về phía vương lâm là pháp khí của cổ thần vương tộc mà cũng dám đã thương ta hàng quan trong mắt vương lâm lóe lên thân thể bước từng bước về phía trước thân ảnh hắn trong nháy mắt liền bành trướng lên chỉ trong chốc lát đã lớn tới cả ngàn trượng hóa thành chân thân của cổ thần thân thể ngàn trượng giống như một người khổng lồ sừng sững giữa tinh không đứng trước phong giới đại trận trong nháy mắt khi khai thiên phủ gào thét lao tới tay phải vương lâm liền dơ lên nắm quyền hướng về lưỡi búa ầm ầm đánh thẳng tới tiếng nổ cùng mảnh tràn ra khiến cho tinh không run rẩy phong giới đại trận lúc này sụp đổ liên tục cả một mảng lớn vỡ tan ngay cả khai thiên phủ kia cũng bị chấn động không thể chém xuống ầm một tiếng liền bị cuốn đi bị lực lượng mạnh mẽ từ nắm tay vương lâm truyền tới đánh văng nhưng vương lâm cũng không dễ chịu gì thân thể hắn bịch bịch lui lại phía sau mấy trăm trượng trên nắm tay phải xuất hiện một vết thương sâu tới tận xương. Thậm chí ngay cả xương cốt trên đầu vết thương cũng đã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Khai thiên phủ nọ đúng là mạnh mẽ vô cùng, vừa lui lại phía sau hai mắt vương lâm vừa lóe sáng, thương thế trên tay phải nhanh chóng khôi phục, chụp vào hư không một cái. Chỉ thấy huyết quang ngập trời hiện lên, huyết kiếm xuất hiện trong tay hắn rung lên một cái liền gào thét lao ra, bất ngờ biến thành dài tới trăm trượng, huyết quang chói mắt, bao phủ bốn phương tám hướng cầm huyết kiếm trong tay, thân thể vương lâm nhoáng lên, tay phải dơ huyết kiếm lên cao trực tiếp chém xuống. Kiếm khí riết gào kiếm quang màu máu vọt thẳng tới khai thiên phủ, hai thanh vũ khí này đều là những bảo vật sắc bén vô cùng, giờ phút này ầm ầm va chạm lập tức tạo ra tiếng chấn động kinh thiên. Trong tiếng động này, một kiếm một búa không ngừng va chạm. Nhưng khai thiên phủ không hề có người điều khiển mà là khí linh tự mình điều khiển, sau khi ầm ầm va chạm một lúc liền liên tiếp bại lui trên lưỡi búa cũng xuất hiện những vết kiếm ánh sáng tỏa ra từ nó cũng từ từ ảm đạm đi cho ngươi một cơ hội nữa nhận vương mổ làm chủ đi một kiếm chém xuống vương lâm lại quát khẽ ầm một tiếng lưỡi búa bị cuốn bay ngược trở lại rơi trong hư không rồi rít lên một tiếng kinh thiên xé ra một cái khe lớn trong tinh thông khuyết kiếm trên tay phải vương lâm liền lóe lên rồi tiêu tán cùng lúc đó vương lâm bước từng bước về phía trước trong nháy mắt đã tới bên cạnh khai thiên phủ nắm lấy lưỡi búa từ bên trong cái khe bay ra. Cổ thần lực mênh mông từ nó tràn ra, tay phải vương lâm nắm chặt, mặc cho khai thiên phủ giải dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên lưỡi búa hiện lên một hư ảnh cổ thần, hư ảnh cổ thần này gầm rống lao ra, hình dáng không rõ nhưng giống như một cơn cuồng phong gào thét lao thẳng tới vương lâm, dường như muốn cắn nuốt hắn vậy, từ xa nhìn lại, cảnh tượng này có thể thấy được vô cùng rõ ràng hư ảnh trên lưỡi bố lấy nó làm gốc hóa thành hình ảnh cao ngàn trượng vô cùng to lớn hình dáng giống như một chiếc chùa y càng lên cao càng lớn giống như đám khói bay ra từ ống khói càng lên cao càng mở rộng ra vô số lần thân ảnh mơ hồ này chính là khí linh của khai thiên phủ nó không lưng duỗi hai tay ra trong tiếng gầm thét đánh tới vương lâm trước mặt nó thân thể ngàn trượng của vương lâm giống như một thiếu niên so với thanh niên cường tráng hoặc nhìn như không thể phản kháng nhưng Vương Lâm lại mở bừng hai mắt, hướng về hư ảnh đang đánh tới rống to, "Ngươi dám? Ta là vương tộc cổ thần, được truyền thừa của đạo cổ, ngươi nuốt ta chính là muốn chết." Một tiếng rống này khiến phía sau Vương Lâm lập tức có đầu lâu của đạo cổ biến ảo ra, mở cái miệng khổng lồ cùng rống lên với Vương Lâm, dường như trong tinh không này có một cơn lốc tràn tới, ập xuống hư ảnh của Khai Thiên phủ. Lập tức hư ảnh kêu lên thảm thiết, thân thể giống như cực kỳ sợ hãi, run rẩy lui lại phía sau trực tiếp tan nát thành nhiều mảnh, nhưng sau đó lại ngưng tụ lại. Sau khi ngưng tụ, thân thể hắn run rẩy, gắn gượng hướng về phía vương lâm ôm quyền lại, thân thể nhanh chóng co rút lại, cuối cùng dung nhập toàn bộ vào bên trong khai thiên phủ, không còn nhìn thấy nữa. Khai thiên phủ lúc này không còn dãy dụa mà từ từ bình tĩnh lại. Vương lâm cầm lưỡi búa này trong tay, cắn đầu lưỡi phun một nguồn máu tươi, hóa thành một ấn quyết màu máu rơi lên trên thân búa. Ấn ký này lóe lên rồi dung nhập và biến mất vương lâm nhìn thoáng qua thanh khai thiên phủ đã thuần phục trong tay lúc này hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân để thu phục lưỡi búa này hắn còn nhớ năm xưa với tu vi của hắn không thể làm được điều này mà phải nhờ có phong tôn đời đầu tiên mới có thể miễn cường điều khiển được nó cầm lưỡi búa khổng lồ mái tóc bạc tung bay giờ phút này vương lâm trông không còn khác gì so với pho tượng trên chu tước tinh tay phải vung lên khai thiên phủ hóa thành một điểm sáng dung nhập vào trong mi tâm của vương lâm hoàn toàn biến mất Cuối đầu nhìn xuống phong giới đại trận đang sụp đổ, hai mắt Vương Lâm lóe lên ánh sáng kỳ dị. Phong giới đại trận này có cửu linh. Trận linh cuối cùng là cường đại nhất, phong tôn năm đó phải dung nhập vào bên trong trận linh này mới có thể điều khiển được, nhưng sau khi trận pháp này xuất hiện lỗ hổng, cùng với một loạt sự kiện phát sinh, linh hồn của phong tôn hoàn toàn tử vong, khiến cho trận linh cuối cùng này mất đi sinh cơ, phong giới đại trận chết đi cũng có quan hệ nhất định với chuyện này, tay phải giơ lên năm ngón tay tạo thành trưởng hướng về phía phong giới đại trận thi triển nhân quả ấn lần cuối cùng. Bàn tay vương lâm hạ xuống, mạnh mẽ nắm lại, phong giới đại trận đang sụp đổ liền truyền ra một âm thanh chấn động. Đại trận này giống như dãy dụa trước khi chết, trong sự chấn động kịch liệt, một ngọc bội đã gần vỡ tan từ bên trong trận pháp từ từ bị lôi ra, trên ngọc bội này có những vết nứt rất sâu. Những vết nước này có chừng 10 đạo, trong đó có một vết là trăm năm trước mới xuất hiện, không có khí tức năm tháng tan thương như những vết nứt khác, chỉ là dù trên ngọc bội có nhiều vết nứt nhưng vẫn có thể thấy có một chữ được khắc trên đó. Chữ này nét bút đơn giản, bất ngờ là một chữ tiên, tiên, ngọc bội này bị nhân quả ấn của Vương Lâm lôi ra, phong giới đại trận tan rã lần cuối. Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Tấm lưới khổng lồ bao phủ cả tứ đại tinh vực của giới nội ầm ầm sụp đổ, sự sụp đổ lúc này là hoàn toàn, hoàn toàn không thể thay đổi được nữa sự sụp đổ này khiến tất cả tu sĩ trong tinh vực đều chấn động. Bọn họ nhìn thấy tinh không giống như bị cuốn đi, truyền ra tiếng ầm vang vô tận. Phong giới đại trận vây lấy giới nội bao nhiêu năm nay lúc này đã tan tành, bên trong vân hải tinh vực, một băng mi, nữ tử áo hồng. Tây tử phượng lúc này hóa thành ba đạo cầu vòng ngưng tụ lại với nhau, dừng lại bên trong tinh không. Các nàng lúc này còn cách vương lâm một khoảng, nhưng giờ phút này khi phong giới đại trận sụp đổ, các nàng không thể tiến về phía trước, cùng ở một chỗ mà nhìn tấm lưới khổng lồ trong tinh không đang tan vỡ. Cảnh tượng khiến tâm, thần rung động này làm cho ba người mặt mũi tái nhật, Vương Lâm nhìn ngọc bội này, trầm mặt một lát liền vung tay phải lên. Ngọc bội này từ bên trong phong giới đại trận bay ra. Trong tích tắc khi nó thoát khỏi phong giới đại trận, nó giống như là một cái cây không rễ, như cá phải rời nước, ầm ầm một tiếng liền vỡ thành năm mảnh, hoàn toàn tan nát, ngọc bội vỡ vụn, Phong giới đại trận trước mặt Vương Lâm cũng tan tành, trong giờ phút này, côn hư tinh vực cũng như các tinh vực khác đã không còn phong giới đại trận bao quanh nữa. Chớp mắt một cái, triệu hà tinh vực hoàn toàn cũng lộ ra giữa thái cổ tinh thần của giới ngoại, trong tích tắc này, La Thiên, Vân Hải tinh vực, tất cả đều được giải thoát, giới nội, giới ngoại vô số năm qua lúc này đã không còn bị ngăn cách nữa, hai trở thành một. Đại trận giống như đã tồn tại từ vĩnh hằng vào giờ phút này sụp đổ tan thành mây khói, không còn phong giới đại trận, lực lượng kỳ dị ngăn cản hương hỏa ngưng tụ trong giới nội cũng biến mất. Trong nháy mắt, các bậc toàn năng trong la thiên tinh vực lúc này đều lộ vẻ kích động. Dù là thanh lâm cũng không phải ngoại lệ, hủy phong giới đại trận, vương lâm đã làm được rồi. Từ cổ chí kim, hắn là người đầu tiên làm được chuyện này, là người đầu tiên có hùng tâm và sức mạnh sau khi giết sạch tu sĩ giới ngoại xâm lấn lại hủy đi phong giới đại trận này. Tên của hắn nhất định sẽ được lưu truyền ngàn năm trong tu chân giới. Bởi vì hắn là phong tôn, không phải là phong tôn của Thất Đạo Tông, không phải là phong tôn dưới trướng Thất Thải Tiên Tôn mà là phong tôn chuẩn bị mang tu sĩ giới nội đi khỏi động phủ này, khiến cho Tiên Cương Đại Lục chấn động. Chương 1665, khai ít, hủy trận pháp không có nghĩa là đã chấm dứt mọi chuyện. Một lần nữa ngưng tụ một đại trận mới, một đại trận thuộc về Vương Lâm thuộc về giới nội, mới là bắt đầu mới là bước đầu tiên trong kế hoạch giết tiên tôn của Vương Lâm, phong giới đại trận sụp đổ khiến cho một khí tức từ thái cổ tinh thần giới ngoại trong nháy mắt ập tới bao phủ giới nội. Khí tức này xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, lúc ban đầu khi phong giới đại trận còn chưa xuất hiện, giới nội và giới ngoại là một thể. Khí tức này năm đó cũng đã tràn ngập cả tinh không giới nội, được vô số phàm nhân hít thở, được vô số tu sĩ thổ nạp được rất nhiều bậc toàn năng mượn lực lượng này mà ngưng tụ ra hương hỏa giới, mở ra một giới dung nạp dân chúng hương hỏa, lấy hương hỏa mà tu luyện, nhưng sau khi phong giới đại trận xuất hiện, khí tức này hoàn toàn rút khỏi giới nội, không còn để lại chút nào. Do đó từ bấy về sau, nó tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính, khiến cho lực lượng của giới nội không thể như giới ngoại, nhưng hôm nay luồng khí tức mênh mông này đã lại một lần nữa trở về giới nội, giống như đứa con xa nhà sau khi cánh cửa bị đóng lại cách cánh cửa mà ngóng về. Cánh cửa được mở ra, đứa con xa nhà lại được trở về quê hương, khí tức xa lạ mà quen thuộc này vần quanh tứ đại tinh vực. Nếu nói luồng khí tức này khiến vạn vật hồi sinh thì quả là quá khoa trương nhưng sự tồn tại của nó lại khiến cho các tu sĩ giới nội thắng thảm đang tu dưỡng có thêm hy vọng, mang tới cho họ một luồng sinh cơ rất lớn, phong giới đại trận giống như tấm võng khổng lồ sau mấy canh giờ dằn co, không ngừng tan nát, cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn những âm thanh sụp đổ ầm ầm vang lên liên tiếp trong tinh không âm thanh của sự sụp đổ này cũng truyền cả tới thái cổ tinh thần khiến cho đám tu sĩ còn sót lại bên trong thái cổ tinh thần chấn động tâm thần cũng có một vài kẻ tu vi cao thâm hoặc một vài bậc toàn năng còn lại không nhiều bay lên từ xa nhìn lại hướng giới nội ánh mắt bọn họ có lẽ không thể thấy được nơi này nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức bên trong thái cổ tinh thần đang nhanh chóng lao về phía này muốn tiến vào bên trong giới nội, trong sự chấn động, cũng không biết ai là người đầu tiên hóa thành cầu vòng bay đi. Ngay sau đó rất nhiều tu sĩ giới ngoại đều đồng loạt bay tới, từ bên các hướng trong thái cổ tinh thần tiến thẳng về phía giới nội, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy giới nội sau khi phong giới đại trận sụp đổ là như thế nào. Vương Lâm đứng trong tinh không, thần sắc bình tĩnh. Hắn nhìn phong giới đại trận đã tiêu tán ở bốn phía, cảm thụ được luồng khí tức từ thái cổ tinh thần gào thét bên người hai mắt lộ ra những tia sáng chói mắt. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi giơ hai tay lên hướng về phía trước vung tới, trong miệng truyền ra tiếng nói vang vọng khắp tứ đại tinh vực của giới nội, cũng vang vọng trong tinh không giới ngoại. Tiếng nói này giống như sấm sét bất diệt, ầm ầm nổ vang, khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Hôm nay Vương Lâm ta phá hủy phong giới đại trận, muốn lập trận pháp mới. Trận này tên vô danh, lời nói của Vương Lâm truyền ra, song trưởng vung lên bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành bị hắn thúc giục từ phía sau gào thét lao tới, những tiếng bùng bùng truyền ra. Ba bánh xe khổng lồ đã dung hợp lúc này điên cuồng bành trướng, từ hơn 10 vạn trượng hóa thành trăm vạn, ngàn vạn trượng, cho tới vô tận, vừa khuếch trương, nó liền thay thế phong giới đại trận, trở thành trận pháp mới, cùng với sự khuếch tán của trận pháp, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa không ngừng lan ra. Hai mắt vương lâm tỏa ra ánh sáng kỳ dị, tay phải dơ lên điểm một cái vào tinh không những pháp bảo bị hủy diệt trong trăm năm chiến tranh này cả vô số khí linh tiêu tán trước chiến tranh hôm nay vương lâm ta kêu gọi các ngươi từ trong hư vô đi ra tan vào trong trận pháp của ta tồn tại tới vĩnh hằng giọng nói của vương lâm lộ ra một luồng bổn nguyên lực cũng lộ ra cảm ngộ của hắn đối với nhân sinh hóa thành một làn sóng vô hình làn sóng này lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán đi tràn qua vân hải tinh vực la thiên côn hư triệu hà những tiếng kêu xé gió vang lên. Chỉ thấy bên trong làn sóng, những luồng ánh sáng, hư ảnh biến ảo ra. Đám hư ảnh này là kiếm, đao, đủ loại pháp bảo, những pháp bảo này đều đã tổn hại vô cùng. Chúng là những vật đã vỡ nát, tiêu tán. Nhưng trên chúng có linh hồn. Linh hồn này cảm nhận được sự kêu gọi của Vương Lâm, vì lời thề vĩnh hằng bất diệt mà kỳ dị hiện ra, sau khi trầm mặt trong dây lát liền phát ra tiếng gào kinh thiên. Chỉ thấy đám pháp bảo này lúc này toàn bộ đều lao thẳng tới trận pháp do ba bánh xe bổn nguyên ngưng tụ mà thành. Chúng dung hợp khiến cho bánh xe đang không ngừng khuếch tán ra bột phát một sự uy nghiêm vô cùng. Sau khi dung hợp với vô số linh hồn, nó tỏa ra sinh cơ mênh mông vô tận. Chủ nhân của những pháp bảo có linh hồn này hầu hết đều đã tử vong. Chúng cũng vì thế mà tan thành mây khói. Nhưng trong thiên địa này lại có luân hồi. Đám linh hồn lúc này từ bên trong luân hồi đi ra từ những chiến trường trong tứ đại tinh vực hóa thành một giải ngân hà dung hợp hết vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành nhờ có sự dung hợp này mà bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành đang nhanh chóng khuếch trương ra lại càng có uy thế tới cực điểm trong trận chiến này còn có vô số tu chân tinh các ngươi cũng có hồn các ngươi cũng có tính mạng kỳ dị nhưng trong những năm chiến tranh này các ngươi bị vỡ dịp hôm nay lấy tên của vương lâm ta kêu gọi các ngươi dung nhập bên trong trận pháp của ta Tinh hồn vĩnh sinh, thần sắc Vương Lâm lộ vẻ bi ai, nhắm hai mắt lại, giọng nói vô cùng êm ái, khi tiếng nói của hắn truyền ra trong chớp mắt, bên trong tứ đại tinh vực, tại tinh không trổng trải đột nhiên có những hư ảnh của tu chân tinh biến ảo ra, số lượng tu chân tinh này đông đảo vô cùng. Chúng đã bị hủy diệt nhưng hồn phách vẫn còn, chưa muốn tiêu tan. Dưới tiếng nói của Vương Lâm, dưới lời hứa tinh hồn vĩnh sinh của hắn, đám hồn phách này liền hiện ra, cũng trong tứ đại tinh vực. Sau khi tu chân tinh hồn xuất hiện, những thiên thạch, những đám đại lục vỡ nát đều chấn động, trong tứ đại tinh vực lúc này tràn ngập tiếng xé gió. Đám thiên thạch, bụi bặm, đại lục vỡ nát cùng với tinh hồn từ bốn phương tám hướng tiến thẳng về phía bánh xe do Tam Đại Bổn Nguyên biến thành, dung hợp liên tục được duy trì khiến cho bánh xe do Tam Đại Bổn Nguyên biến thành của Vương Lâm lúc này đã trở thành thực chất, bộc phát ra uy áp vượt qua cả thiên địa, hai tay Vương Lâm vung mạnh lên, bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành này không ngừng lớn lên cuối cùng bao phủ toàn bộ vân hải tinh vực la thiên triệu hà côn hư lại tu sĩ giới nội lúc này thần sắc kích động nhìn tinh không phong giới đại trận vừa sụp đổ lúc này được thay thế bởi trận pháp này tâm tình họ lúc này cả đời chưa bao giờ trải qua hình dạng cơ bản của trận pháp mới bao phủ cả giới nội ngăn cách với giới ngoại nhưng lại không cản trở khí tức của thái cổ tinh thần sừng sững đứng giữa giới nội và giới ngoại trận pháp này chính là một bánh xe lớn vô cùng. Nó tồn tại sẽ còn lâu hơn phong giới đại trận, mở ra một thời đại mới, các tu sĩ giới ngoại chôn thay trong giới nội ta, các người bắt đầu giết chóc, mặc dù đã chết nhưng các ngươi vẫn còn có tàn hồn trong thiên địa, chưa vào được luân hồi, nên chuộc lỗi đi thôi. Vương Lâm ta hôm nay ngưng tụ tàn hồn của các người, trở thành nô lệ đẩy bánh xe trận pháp của ta, đời đời kiếp kiếp, năm năm tháng tháng, vĩnh viễn không được siêu thoát hai mắt vương lâm mở bừng ra tay phải giơ lên bắt quyết hướng về phía tinh không của giới nội nhấn một cái một cái nhấn này khiến giới nội nổi lên cơn lốc kinh thiên động địa cơn lốc này là do thần thông của vương lâm biến thành gió lốc quét ngang hàng loạt tiếng trống vô thanh thê lương chỉ có một mình vương lâm cảm nhận được vang lên bên trong tứ đại tinh vực giới nội chỉ thấy bên trong tinh không một đám tàn hồn vặn vẹo bị kéo ra hình dạng bọn chúng giữ tận hung tàn dãy dụ biến ảo ra cất tiếng gầm rống kinh thiên động địa tiếng trống đó lập tức biến thành sợ hãi cơn gió lốc do linh hồn vương lâm biến thành quét ngang cuốn tất cả đám tàn hồn mà thần thức không thấy được này dung nhập vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành đám tàn hồn này có một số là tử vong trong đại chiến trăm năm nay nhưng phần lớn lại là tử vong từ những trận chiến từ thời thượng cổ giữa giới nội và giới ngoại cơn gió lốc gào thét đảo qua ba người một băng mi từ vân hải tinh vực tràn ra tới la thiên cuốn tới Triệu Hà, cuốn vào cung hư rồi quay về, đám tàn hồn mang theo tiếng gào thê lương và sợ hãi cuối cùng bị bắt lại, cuốn tới phong ấn bên trong đại trận do bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành, nhất là trong chiến trường Vân Hải Tinh Vực, nơi xảy ra trận đại chiến đầu tiên, số lượng tàn hồn càng nhiều hơn. Hơn 10 vạn tàn hồn che trời phủ đất sau khi biến ảo ra liền bị phong ấn toàn bộ bên trong trận pháp, còn bên trong la thiên tinh vực, số lượng tàn hồn lại còn hơn cả 10 vạn, trong tiếng gào vô thanh cuối cùng cũng không thoát khỏi phải chuộc tội đám tàn hồn này không thể tiến vào luân hồi càng không thể sống lại bọn họ vốn đã tử vong vì là tàn hồn trên thực tế bọn họ trước khi chết oán khí quá nặng nhưng không ngưng tụ thành hình như hiện nay bọn họ chỉ là một đám oán khí vô hình những sinh linh sinh ra mà hít phải đám oán khí này thường thường đều là hạng người hung tàn độc ác mà oán khí này cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với tu sĩ nhất là tu sĩ có tu vi không cao tâm ma của bọn họ hầu hết là đến từ những quan hồn tàn niệm bên trong thiên địa này cả giới nội vô số tàn hồn của những tu sĩ tử vong trong chiến tranh trong bao nhiêu năm tháng lúc này dung nhập vào dần dần ngưng tụ trong trận pháp thân thể đám tàn hồn vừa xuất hiện liền nhập vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành song trưởng đẩy bánh xe khổng lồ này trên trăm vạn tàn hồn thúc đẩy bánh xe ầm ầm chuyển động mỗi một lần nó chuyển động đám tàn hồn này đều phát ra tiếng gào thống khổ. Dường như hồn phách của bọn họ càng đẩy bánh xe thì sự thống khổ càng lớn, nhưng lại càng thống khổ, bọn họ lại càng dùng sức đẩy bánh xe, cứ tuần hoàn như vậy, đời đời kiếp kiếp, những tiên nhân chết trong trận chiến tranh này của giới nội, các tiền bối đã tử vong, các đạo hữu của vương mổ, hôm nay vương lâm ta quấy rầy giấc ngủ của các người, đánh thức các người, các người có nguyện trở thành trận linh bất diệt, trở thành hồn phách được tu sĩ giới nội ta đời đời cúng bái hay không? Nếu nguyện ý thì Vương Lâm xin thỉnh tới. Vương Lâm ôm quyền hướng về phía tinh không vái một cái, chương 1666, tế bái, một vái này khiến cho cơn gió tháng năm thổi qua tinh không hắc ám. Bên trong tứ đại tinh vực, hình như có một cổ hồn ngủ say, theo cơn gió này từ từ thức tỉnh, một vái này là vái những anh hùng tử chiến, vinh quang cũng tốt, hào tình cũng được, hoặc bất đắc dĩ liều chết, hoặc vì sinh tồn mà chém giết, cuối cùng chết đi trong chiến tranh từ xa xưa với giới ngoại. Hồn phách bọn họ trong tiếng nói vang vọng của Vương Lâm liền từ từ xuất hiện, một cảm giác bi ai trong nháy mắt tràn ngập tứ đại tinh vực trong giới nội, cảm giác bi ai này tới từ các anh hồn. Bọn họ dù đã tử vong nhưng tàn hồn vẫn còn tồn tại, yên lặng nhìn giới nội, trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không vào luân hồi, bọn họ không cam lòng tiến vào thiên đạo luân hồi, chỉ có thể ở bên trong tinh không này hóa thành oán khí và bi ai, tồn tại mãi mãi. Bọn họ đợi tới khi toàn bộ tu sĩ giới ngoại tử vong, bọn họ đợi tới khí phong giới đại trận hoàn toàn bị hủy diệt, bọn họ muốn thấy trận chiến không giới hạn này có ngày chấm dứt hay không, bên trong tứ đại tinh vực, vương lâm ôm quyền vái một cái. Hắn không ngẩng đầu lên mà vẫn bảo trì động tác cúi đầu, che giấu vẻ bi thương trong mắt, đám tàn hồn hư ảo từ bên trong tinh không huyển hóa ra trong đám tàn hồn này có rất nhiều tu sĩ từ các thời viễn cổ khi chưa có phong giới đại trận bọn họ là cư dân đầu tiên của viễn cổ tiên vực đã bị viễn cổ tiên tôn giáo hóa truyền thụ tiên thuật bọn họ chính là nhóm sinh linh được thiên đạo diễn hóa và sinh ra đầu tiên quần áo bọn họ nhìn như giả nhân nhưng bên trong linh hồn của bọn họ lại truyền ra cảm ngộ cực kỳ sung mãn với thiên địa vào ngày phong giới đại trận xuất hiện mang theo vẻ mê mang và sợ hãi muốn lao ra khỏi phong giới đại trận này nhưng cuối cùng đều tử vong giờ phút này đã trải qua thời gian rất lâu anh hùng của bọn họ bị vương lâm gọi về xuất hiện bên trong tứ đại tinh vực yên lặng nhìn về phía vương lâm trong vân hải tinh vực sau khi bọn họ xuất hiện là đám người trước khi tiên giới chưa bị hủy diệt những tu sĩ thượng cổ cùng là tiên nhân trong tứ đại tiên giới bọn họ dù không phải là tiên nhân chân chính của tiên cương đại lục nhưng trong lòng vương lâm bọn họ chính là tiên Bọn họ vì lao ra khỏi giới nội mà chết, chết vô số bên trong phong giới đại trận, cũng trong những lần giới ngoại xâm lớn mà bọn họ hy sinh. Đám anh hùng thê lương này Vương Lâm dù đang cúi đầu kính bái nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được, hắn còn nhớ rõ năm đó khi thấy pho tượng của Thiểm Lôi tộc, qua trí nhớ của pho tượng, hắn từng thấy hình ảnh rung động khi tiên nhân trong phong giới đại trận hợp lại muốn lao ra, cuối cùng đều lần lượt tử vọng hôm nay đám tàn hồn của tiên nhân này lần đầu tiên từ trong hư vô được người ta gọi về sau tiên nhân là đám người thuộc về thời đại tu chân là những tu sĩ chết trận trong cuộc chiến trăm năm qua từ bên trong hư vô lần lượt biến ảo ra trong đám người này có không ít người vương lâm đã từng gặp qua nhưng lại có càng nhiều những người xa lạ với hắn những hồn phách này biến ảo ra vô tận bên trong tứ đại tiên giới nhưng toàn bộ đều là vì giới nội mà chết trận cái chết của bọn họ sẽ được hậu nhân ghi nhớ từ cổ chí kim, trong chiến tranh giữa giới nội và giới ngoại có rất nhiều tu sĩ và chúng sinh tử vong. Nhưng chưa bao giờ có ai làm cúng tế cho bọn họ. Viễn cổ không có, thượng cổ tiên giới không cũng không có, chỉ có Vương Lâm tại giờ khắc này là người đầu tiên cúng tế các vong, hồn chết trận, các người có nguyện ý trở thành trận linh bất diệt hay không? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn đám anh hồn do oán khí huyễn hóa ra trong tứ đại tinh vực, lớn tiếng nói, lời nói này của Vương Lâm vừa thốt lên, anh hồn vô cùng vô tận, tràn ngập bên trong giới nội đột nhiên vạn vẹo, hóa thành một luồng khí tức vô hình, lao thẳng về phía Vương Lâm, đi tới trước mặt Vương Lâm đầu tiên là một tu sĩ thời đại viễn cổ. Bộ dạng của hắn mơ hồ, đôi mắt ảm đạm, xuất hiện trước người Vương Lâm ngoài trăm trượng, giống như nhìn thật sâu vào mắt Vương Lâm, hướng về phía hắn ôm quyền vái một cái, sau một vái này, hồn phách này nhoáng lên nhảy vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành cam tâm tình nguyện trở thành một trận linh trong này, phía sau hắn là những vong hồn tử vong trong chiến tranh thời viễn cổ. Toàn bộ đều dừng lại bên ngoài vương lâm trăm trượng, hướng về phía hắn vái một cái, không chút do dự dung nhập vào bên trong bánh xe. Bọn họ cho dù còn ẩn chứa oán niệm khi còn sống nhưng giờ phút này, sau một vái kia, tất cả liền vô oán vô hối dung nhập trận pháp, trở thành bất diệt trận linh, vì giới nội, dù chỉ còn là tàn hồn sau khi chết vẫn muốn dân hiến, bọn họ sinh là anh hùng tử là anh hồn, một, hai, một vạn, hai vạn, mười vạn, hơn mười vạn. Trong năm tháng dài đằng đẵng, những anh hồn viễn cổ giờ phút này xuất hiện toàn bộ, đồng loạt đi tới trước người Vương Lâm. Bọn họ hoặc là một người, hoặc là cả trăm, mấy trăm, mấy vạn người đồng loạt vái hắn, sau đó tiến vào bên trong trận pháp, sau bọn họ là đám tu sĩ thượng cổ, chính là tiên nhân của tứ đại tiên giới. Bọn họ có thể đến từ vũ, phong, lôi, điện, những tiên giới bất đồng nhưng hồi ức trước khi chết của bọn họ đều chảy dòng máu giới nội. Bọn họ mặc dù đã tử vong rất nhiều năm tháng nhưng hồn phách lại vẫn là hồn phách của giới nội. Sinh là người của giới nội, chết là hồn của giới nội. Bọn họ lần lượt xuất hiện, ở trước người vương lâm cũng giống như những bậc tiền nhân. Ông quyền vái hắn xoay người nhoán lên dung nhập vào bên trong đại trận. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng những người chứng kiến không khỏi dân trào sóng gió. Vương Lâm Thủy Chung vẫn bảo trì tư thế bái lạy, chưa hề thay đổi, sau đám anh hồn của tiên nhân là những đạo hữu đã chết trong chiến tranh 100 năm nay. Bọn họ đều tới đây, hoặc quen biết hoặc xa lạ, đứng trước người Vương Lâm vái một cái rồi không chút do dự nhảy vào bên trong trận pháp, trong những người này có người từng là địch nhân của Vương Lâm, cũng có người quen biết hắn. Nhưng giờ phút này bọn họ là hồn đều tỏa ra lực lượng cuối cùng của bản thân đi bảo vệ giới nội, một luồng khí tức bi tráng tràn ngập khắp tinh không. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt rất nhiều tu sĩ thái cổ tinh thần từ bốn phương tám hướng chạy lại. Thần sắc đám người này hoảng sợ, nhìn cảnh tượng này mà tâm thần chấn động, la thiên tinh vực của giới nội, tu sĩ bên trong 19 tu chân tinh còn sót lại, giờ phút này không có người nào dẫn đầu đều từ trong đã tỏa đứng lên, hướng về phía tinh không ôm quyền vái một cái, nam vân tử, tư đồ nam, hồng sam tử, tất cả tu sĩ đều không hề có ngoại lệ, toàn bộ trong, thời gian ngắn đều đứng dậy, thần sắc lộ vẻ bi ai và tôn kính, hướng về phía tinh không vái lại. Không chỉ có bọn họ còn có trong tam đại tinh vực khác, những nơi không còn nhiều tu sĩ giới nội lắm, trong nháy mắt này cũng đều toàn bộ đứng dậy. Trong mắt bọn họ hiện ra hồi ức chiến tranh, hướng về phía tinh không vái một vái, ở trong vân hải tinh vực, cách vương lâm một khoảng, ba người một băng mi đang đứng đó. Lúc này thần sắc ba người lộ vẻ bi ai, hướng về phía những hồn ảnh hiện ra bên người ôm quyền lại cũng trong thời khắc này ở bên trong côn hư tinh vực thần sắc chiến lão quỷ có vẻ trầm mặc hiếm có hắn đứng trong tinh không nhìn những hồn ảnh bay qua người ánh mắt lộ vẻ phức tạp lữ tài lý đông thường dịch các người cũng ở nơi này sao các người đã chết trận rất lâu rồi chỉ có ta là còn tồn tại khi đó chúng ta đã đoán ra giới nội giới ngoại vì sao có chiến tranh không ngờ tạo hóa trêu ngươi hôm nay ta lại trở thành kẻ dẫn động chiến tranh mà năm đó chúng ta oán hận chúng ta đã từng cùng nhau phát lời thế, phải thay đổi tất cả, phải hủy diệt phong giới đại trận, phải ra khỏi vùng thiên địa giới nội này. Nhưng, các người không hiểu được ta ở trong tiên duyên đã biết được một bí mật kinh người, ánh mắt chiến lão quỷ lộ vẽ bi ai. Tu vi của hắn giờ phút này có lẽ là người cao nhất trong thế giới động phủ này, nhưng hắn cũng không phải vô tình. Giờ phút này Vương Lâm gọi về những anh hùng này khiến trái tim hắn đau đớn, ánh mắt lộ vẻ mê mang. Một hồi lâu sau, hắn ôm quyền, hướng về phía các anh hồn vái lại, nhưng ngay trong tích tắc hắn vái lại, thần sắc đột nhiên trở nên vặn vẹo và thống khổ. Hình, như có một luồng lực lượng nào đó từ bên trong cơ thể hắn bộc phát ra, ngăn cản không cho hắn vái lại đám tu sĩ hạ giới thấp hèn này. Ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi không thể ngăn ta vái lại những hồn phách mà ta ấy nấy. Chiến lão quỷ cắn răng một cái, gằn từng chữ một, không để ý tới luồng lực lượng bộc phát trong cơ thể, hướng về phía tinh vực xa xa hoàn thành một vái cùng lúc đó bên trong triệu hà vương lâm bước tới thần thức quét qua cũng không phát hiện ra bên trong một đám thiên thạch lơ lửng thiên vận tử chậm rãi mở hai mắt thần sắc hắn bình tĩnh hắn đã nhận ra những hồn phách bị triệu hồi bốn xung quanh tinh không rất lâu sau đó hắn đi ra khỏi đám thiên thạch này đứng ở phía xa xa nhìn đám anh hồn vô tận ta hẳn là người thứ nhất trừ hai kẻ kia thức tỉnh trí nhớ nhưng vô luận thế nào thì ta cũng từng là một tu sĩ giới nội các người đáng được lão phu vái, thiên vận tử than nhẹ, vung tay áo lên ôm quyền hướng về tinh không vái lại, cũng bên trong triệu hà tinh vực này, thiên vận tử cũng không phát hiện ra một người. Người này là một thanh niên. Hắn chính là người đến từ thiên kiếp của vương lâm năm đó, thoát ra từ cái khe của viễn cổ tiên vực, hắn khoanh chân ngồi trong tinh không, thân thể mơ hồ, căn bản không thể nhìn rõ, giờ phút này hắn mở bừng hai mắt, trong mắt lóe sáng, thần sắc lộ vẻ kinh miệt. Tế bái đám tàn hồn nhỏ bé thấp kém này có tác dụng gì? Một đám chim trong lòng mà thôi. Nơi mã sư bá nói ta không tìm thấy, vậy thì không cần tìm nữa. Sư bá cũng sắp thức tỉnh rồi. Động phủ của thất đạo tông này càng ngày càng thú vị. Chương 1667, lập lại thế giới, trước mặt vương lâm, vô tận anh hồn sau khi bái lại hắn đều dũng mãnh nhập vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành bọn họ dung nhập khiến cho trận pháp khổng lồ giữa giới nội và giới ngoại lập tức tuôn ra những luồng ánh sáng như ngọc ánh sáng này đối với người giới nội mà nói thì vô cùng nhu hòa nhưng đối với tu sĩ giới ngoại lại chói mắt tới đau nhất trong ánh sáng này có thể nhìn thấy rõ khi trận pháp chuyển động vô số tàn hồn của tu sĩ giới ngoại bị nô dịch chậm rãi đẩy bánh xe này từ từ vận chuyển giờ phút này đám tu sĩ giới ngoại nô dịch đẩy bánh xe đám anh hùng giới nội ngồi khoanh chân dung nhập vào bánh xe số lượng bọn họ rất đông, khoanh chân ngồi bên trong, trở thành trận linh của trận pháp này, bánh xe ầm ầm vận chuyển, tiếng động kinh thiên động địa truyền khắp tinh không. Thiên địa này giống như bị thay đổi, khiến cho người trong giới nội có thể thông qua trận pháp này đi tới giới ngoại, nhưng tu sĩ giới ngoại lại không thể tiến vào, đồng thời, trận pháp này xuất hiện lại không ngăn cản khí tức của thái cổ tinh thần tràn vào. Nó chỉ ngăn cản tu sĩ không phải người giới nội, ngăn cản tất cả những người trên mi tâm có ấn ký thái cổ. Cũng bởi vì có khí tức của thái cổ tinh thần dung nhập cho nên ở bên trong giới nội lúc này không còn hạn chế đối với việc tế luyện hương hỏa. Đám tu sĩ giới nội đã thoát hoàn toàn khỏi trói buộc của cái lồng giam này. Trong nháy mắt khi tất cả những anh hồn của giới nội tiến vào bên trong trận pháp, song trưởng vương lâm dơ lên vung mạnh về phía trước, mái tóc trắng không gió mà tung bay, bạch y phất phới, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, vô danh chuyển luân trận, mở, trong tiếng hô này, đại trận này lại vang lên tiếng ầm ầm, hướng về bốn phía điên cuồng bành trướng ra, không ngừng lớn lên, trong nháy mắt đã đạt tới một trình độ kinh người, bánh xe này cũng không phải là ngăn cách hoàn toàn vân hải tinh vực và giới ngoại. Nó tràn ra tồn tại trong giới nội và giới ngoại, bao phủ toàn bộ giới nội. Nếu thu nhỏ giới ngoại giới nội lại vô số lần thì người ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng, giới nội giống như là một con mắt, mà bên ngoài vòng tròn là giới ngoại, giờ phút này vô danh chuyển luân trận hình thành tạo thành một vòng tròn quanh giới nội, sau khi hoàn toàn bao phủ giới nội, trong cái vung tay của Vương Lâm và tiếng gầm nhẹ của hắn không ngừng bành trướng, hướng về phía những nơi vốn thuộc về giới ngoại lan ra, tiếng ầm ầm cuồn cuộn vang lên trận pháp này hóa thành sự chấn động khắp giới nội và giới ngoại, truyền khắp tinh vực bên trong động phủ, cũng khiến cho động phủ này rung rẩy, bánh xe không ngừng chuyển động, nhanh chóng bành trướng Tu sĩ giới ngoại đang quan sát ở bốn phía lúc này hoảng sợ điên cuồng lùi lại phía sau, thậm chí có người lùi chậm còn bị bánh xe kia trong nháy mắt bao phủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể héo rũ, nguyên thần và linh hồn bị hút ra dung nhập vào trong trận pháp, trở thành một trong những nô dịch của trận pháp này, nó điên cuồng khuếch trương, khiến cho tinh không giới nội mở rộng ra vô hạn. Hễ là nơi bánh xe chuyển tới đều thuộc về giới nội, đây mới là xâm lược, xâm lược trắng trợn. Năm đó người bố trí phong giới đại trận bất công, dựa vào cái gì mà phân chia giới nội giới ngoại. Hôm nay Vương Lâm ta muốn trong lúc vô danh chuyển luân trận thành, lập lại tinh không, mở lại tinh vực, Vương Lâm thì thào, vô danh chuyển luân trận khuếch tán ra, trong thời gian ngắn đã khiến phạm vi giới nội so, với trước rộng hơn thêm hai phần, khiến cho giới ngoại phải lui lại. Cũng trong quá trình khuếch trương này, trận pháp gặp phải vô số tu chân tinh, trên đó có rất nhiều phàm nhân đang sinh sống, rất nhiều tu sĩ nhưng những tu sĩ mà có ấn ký ở mi tâm trong lúc này đều vội vã bỏ chạy nếu chậm chân thì kết quả là thân thể biến thành tro bụi nguyên thần và hồn phách trở thành nô dịch của trận pháp này giới nội trong vô số năm qua bởi vì chiến tranh của tu sĩ mà có rất nhiều phàm nhân vô tội tử vong đám hồn phách này tuy không thể giống như tu sĩ có thể trường tồn cùng thiên địa nhưng vẫn tồn tại các người vô tội lấy tên vương lâm của ta lấy trận pháp này tiễn các người vào luân hồi tay phải vương lâm dơ lên điểm lên tinh không một cái, tinh không của giới nội chấn động. Chỉ thấy những luồng khí tức như tơ tầm từ bên trong tinh vực của giới nội biến ảo ra, từ bốn phương tám hướng tiến về phía vương lâm, ở bên ngoài thân thể hắn hình thành một vòng xoáy vô hình. Dòng xoáy này ẩn chứa số lượng hồn phách của phàm nhân hơn xa so với số hồn phách của tu sĩ. Dòng xoáy do hồn phách tạo thành này chuyển động bên người vương lâm, khi hai tay hắn dơ lên liền ầm vang một tiếng, tiến thẳng vào bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành trong thời gian ngắn số lượng hồn phách vô tận của phàm nhân này đều dung nhập toàn bộ vào bên trong trận pháp nương theo lực lượng vận chuyển của thiên địa mà đưa toàn bộ những hồn phách này vào thiên đạo luân hồi cùng lúc này trong tích tắc khi đám hồn phách của phàm nhân tiến vào luân hồi vô danh chuyển luân trận dựa vào lực lượng của bọn họ lại một lần nữa ầm ầm khuếch trương từ mở rộng ra hai phần lúc này thành mở rộng ra ba phần vương lâm ta là tu sĩ giới nội muốn bảo vệ nơi này 3 năm. Trong 3 năm này Vương Lâm ta sẽ bỏ qua hết thảy, đầu nhập vào bên trong trận này, trở thành trận linh, bảo vệ nơi này. 3 năm, hai mắt Vương Lâm bình tĩnh, thân thể bước về phía trước, cả người dung nhập vào bên trong trận pháp. Lúc này ánh sáng chói mắt lóe lên, thân thể hắn dung nhập với trận pháp, không còn phân biệt nổi khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại. Trận pháp lại ầm ầm khuếch trương lên bốn phần. Giờ phút này giới nội đã mở rộng so với trước kia bốn phần. Tới lúc này vô danh chuyển luân trận mới giống như đã đạt cực hạn, không lan tràn ra nữa mà tỏa ra ánh sáng vạn trượng, từ giới nội chiếu thẳng ra, từ xa nhìn lại, giới nội giống như hoàn toàn được ánh sáng bao phủ, giống như một cái trụ tròn vậy, thân thể Vương Lâm ở trước lỗ hổng vân hải tinh vực lúc trước, cùng với trận pháp dung hợp, khoanh chân ngồi xuống, Thiên Hoàng Lô biến ảo ra. Hắn ngồi bên trên Thiên Hoàng Lô, hai mắt nhắm lại, bắt đầu bảo vệ nơi này 3 năm. Kịch biến này khiến cho giới nội đột nhiên mở rộng ra bốn phần, cũng khiến cho những tu chân tinh không có tu sĩ xuất hiện bên trong giới nội. Do đó chẳng khác nào trận pháp này đã đưa vào giới nội một luồng sinh cơ. Nhưng đối với giới ngoại mà nói, đây là một đòn thật nghiêm trọng. Tới lúc này trưởng tôn lần trước đào tẩu vẫn không ra mặt. Hắn khoanh chân trong cung điện, nhìn chầm chầm vào tinh không, hướng hắn nhìn chính là nơi Vương Lâm đang ở hắn chỉ còn sức bắn hai mũi tên, tuyệt đối là chỉ hai mũi tên. Nhưng tam mệnh thuật của ta năm đó đã thi triển một lần, lúc này chỉ còn có một lần thôi, phải để hắn trong ba năm tiêu hao lực lượng của hai mũi tên này mới được. Đến lúc đó thì hắn chẳng chịu nổi một kích, thần sắc trưởng tôn âm trầm, hai mắt lóe lên hàng quang. Sự kiên kỵ của hắn đối với Vương Lâm đã vượt qua cả người dùng một tiếng trống bức lui hắn năm đó ở giới nội, diệu âm đạo tôn, cửu thiên ma tôn, còn có cả đại hoang thượng nhân, hai người bọn họ bị nhốt bên trong vùng đất cổ mộ. Còn có tiên phi thứ tư, ba người này nếu có thể đi ra thì có lẽ, có thể tiêu hao lực lượng mấy mũi tên của Vương Lâm, trưởng tôn trầm ngâm, đứng dậy, đang muốn bước đi thì đột nhiên bước chân hắn sững lại, ánh mắt lóe lên, tay phải dơ lên, liền có một ngọc giảng hiện ra trong tay hắn, trong ngọc giảng này có lưu lại một câu nói. Trưởng tôn hướng ra ngoài vung mạnh lên, ngọc giảng này lập tức biến mất trường tôn hội nghe lệnh, ngưng tụ toàn bộ lực lượng còn lại, hướng về phía trận pháp vừa ngưng tụ của giới nội triển khai công kích, không tiếc phải trả bất cứ giá nào trong vòng 3 năm phải hủy diệt trận này. Tất cả bậc toàn năng của thái cổ tinh thần, bổn tôn ra lệnh cho các người nghe lệnh của trường tôn hội, hủy diệt trận này. Các tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy trong các bộ lạc của thái cổ tinh thần, lệnh cho các người nhận mệnh để cho trường tôn hội chế tạo thành con rối, nếu không thì sẽ giết toàn tộc, mở bảo khổ của trường tôn hội lấy viễn cổ bí chiếu, dùng máu 10 vạn tu sĩ viết chiếu viễn cổ, thần sắc trưởng tôn âm trầm, hai mắt lộ hàng quang, liên tục đưa ra mấy đạo mệnh lệnh xong, thân thể liền nhán lên, lao thẳng vào trong tinh không, còn lam mộng đạo tôn, còn có tiên phi thứ năm có nhục thân thê tử của hắn, linh hồn đang cùng tồn tại với tiên phi, bên trong tinh không. Trưởng tôn trầm mặt trong chốc lát, hai mắt lộ vẻ quyết đoán, nhoáng một cái thân thể liền biến mất, lúc hắn xuất hiện thì đã ở bên trong thái cổ tinh thần, trên Lam Sơn của Lam Ti tộc. Những tiếng đàn vang vọng trên Lam Sơn. Chưởng Tôn đứng bên trên bầu trời, hồi lâu liền vung tay áo hướng về phía nhà gỗ bên trên đỉnh Lam Sơn truyền lời nói, Lam Mộng Đạo hữu chuyện phát sinh ở La Thiên của giới nội ngươi đã biết rồi chứ, tiếng đàn sâu kín nửa ngày sau mới từ từ chậm lại. Từ bên trong nhà gỗ, tiếng nói của Lam, Mộng Đạo Tôn truyền ra, biết rồi. Ngươi nếu có thể dẫn động một mũi tên của hắn thì bổn tôn xin thề lấy huyết mạch tiên nhân của ta, không tiếc hết thảy trợ giúp ngươi bức hồn phách của tiên phi thứ năm ra, bên trong nhà gỗ trầm mặt, trưởng tôn tin rằng việc này Lam Mộng Đạo Tôn sẽ không cự tuyệt, sau khi nói xong liền quay người rời đi, tiêu tán hoàn toàn, khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã ở bên ngoài cái khe trong thái cổ tinh thần. Hắn không tiến vào cái khe mà ở bên ngoài ánh mắt lóe lên, truyền vào một luồng thần thức mênh mông, tiên phi thứ bảy, người bế quan đến nay thương thế đã sớm khôi phục. Nếu ngươi còn không ra tay thì ước định của ta và ngươi trước đây sẽ không còn hiệu lực đâu. Một hồi lâu, một giọng nói bình tĩnh từ bên trong cái khe chậm rãi vọng ra. Ta sẽ ra tay, trưởng tôn nhìn cái khe mấy lần, sau đó xoay người rời đi. Thân ảnh hắn lóe lên, đi tới mấy nơi, triệu hồi toàn bộ lực lượng cuối cùng của thái cổ tinh thần. Nơi hắn hiện ra cuối cùng chính là chỗ sâu trong thái cổ tinh thần, có sáu đại lục lơ lửng gắn bó với nhau tạo thành một vòng tròn ở nơi này có một tầng trận pháp vô hình bao phủ. Trong thiên địa này trừ phi là người có huyết mạch tiên nhân, nếu không không thể bước vào bên trong trận pháp này, đứng trước nơi này, trưởng tôn cung kính vái một cái, đệ tử cầu kiến sư tôn, chương 1668, thuộc về Tây Tử một năm, chính đại lục trôi nổi lơ lửng này tạo thành một vòng tròn. Chúng dựa theo một loại quỷ tích chuyển động bên trong thái cổ tinh thần. Bởi vì có trận pháp vô hình ở bên ngoài khiến cho nơi này nếu không phải là người có huyết mạch tiên nhân thì căn bản không thể nhìn thấy, mà cho dù chẳng may tới được đây thì cũng sẽ không nhận ra điều gì. Không có huyết mạch tiên nhân, thần thức cũng sẽ không thấy được trận pháp vô hình kia, trưởng tôn cung kính ông quyền hướng về đại lục nhỏ. Sau một vái của hắn, chỉ thấy trên chính đại lục này có bảy đại lục lan ra bảy ánh sáng bất đồng, lần lượt giao nhau, hình thành một đạo cầu vòng bảy màu còn hai đại lục khác thì ảm đạm không có ánh sáng dưới cầu vòng bảy màu này liền bị giấu đi cùng với cầu vòng bảy màu không ngừng lóe lên dần dần bên trong ánh sáng này có một thân ảnh huyển hóa ra thân ảnh này mơ hồ tràn ngập ánh sáng bảy màu không bao lâu sau hình dáng trở nên rõ ràng một chút từ bên trong ánh sáng bảy màu đi ra giờ phút này nếu vương lâm nhìn thấy thân ảnh này chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là đạo nhân bảy màu đã xuất hiện khi hắn cứu thanh thủy ở trong thất thải giới đệ tử sinh ra mắt sư tôn, trưởng tôn trầm mặt trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh bảy màu kia, ánh mắt ẩn dấu vẻ phức tạp, trận đánh với giới nội, giới ngoại thái của tinh thần ta đã thất bại, cây cung của lý quản sư tôn cho đệ tử dùng áp đảo giới nội lúc này đã rơi vào tay vương lâm, đệ tử không thể đối kháng, xin sư tôn chỉ thị, ánh sáng bảy màu ngưng tụ trên người đạo nhân. Thân thể hắn đứng giữa không trung, thần sắc bình thản, ánh mắt đảo qua người trưởng tôn hắn thật sự điên rồi sao đạo nhân bảy màu đột nhiên mở miệng nói thân thể trưởng tôn chấn động nhắm hai mắt lại rất lâu sau mới gật đầu ta thấy chưa chắc đạo nhân bảy màu mỉm cười nhìn về phía xa xa trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị ta giúp người mở vùng đất cổ mộ để mấy người kia đi ra còn kế tiếp phải làm thế nào thì tự ngươi suy nghĩ đi trò chơi này sắp kết thúc rồi người thứ ba người ẩn thế trong năm tháng vô tận luân hồi vô số lần rồi lúc này hắn hẳn là phải đi ra rồi khóe miệng đạo nhân bảy màu nhếch lên trong hai mắt tràn ngập vẻ mong chờ vương lâm là người thứ ba sao trưởng tôn do dự một chút mở miệng hỏi trừ ngươi ta chiến lão quỷ và mấy người khác còn có người nào cũng có thể là người thứ ba hắn ẩn giấu quá sâu rồi cũng có thể giờ phút này hắn có lẽ đã biết được thân phận cuối cùng của mình rồi còn vương lâm hắn không giống nhưng cũng không phải là không có khả năng đạo nhân bảy màu từ từ nói trong lòng trưởng tôn thầm than, hướng về phía đạo nhân bảy màu ôm quyền, xoay người định rời đi nhưng hắn chỉ đi được mấy bước thì liền sững lại, không quay đầu mà trầm giọng nói, năm đó ngươi khiến ta bái ngươi làm thầy, ta đã tuân theo. Chuyện người đáp ứng ta, chủ nhân của ngươi không rời khỏi nơi này. Đợi sau khi ta thôn vệ người thứ ba xong thì chiến lão quỷ cũng không phải là đối thủ của ta. Đến lúc đó chủ nhân của ngươi sẽ là thuốc bổ của ta, đạo nhân bảy màu mỉm cười, thân thể hóa thành một đám ánh sáng bảy màu tiêu tán trong không trung, trưởng tôn lộ vẻ mặt phức tạp, hồi lâu than nhẹ, hướng về xa xa mà rời đi, thời gian chậm rãi trôi qua, vương lâm khoanh chân ngồi trong vô danh chuyển luân trận, bên dưới là thiên hoàng lô. Trong thiên hoàng lô lúc này là hai bậc toàn năng không huyền. Kẻ thứ nhất là lão già mặc áo đen năm đó, người còn lại là tiên phi thứ năm, hai người này có thần thông kinh người, bên trong thiên hoàng lô chỉ có thể bị vây, trong thời gian ngắn vương lâm không thể luyện hóa được. Hắn ngồi trên thiên hoàng lô, hai mắt nhắm lại, giờ phút này nhắm mắt thôn nạp, không ngừng trấn áp phong ấn, bảo vệ ba năm. Thời gian ba năm này là gian nan nan nhất. Không biết đã trải qua bao lâu, ở vân hải tinh vực phía sau vương lâm có ba đạo cầu vòng mơ hồ xuất hiện, hóa thành thân ảnh của ba nữ tử. Khoảng cách ba nữ tử này với vương lâm không tới ngàn trượng, đứng trong tinh không, ở bên ngoài trận pháp nhìn vào bóng lưng vương lâm. Bóng lưng này rất hiu quạng, rất cô độc tịch mịch. Nhìn bóng lưng đó có cảm giác như một ngọn núi, giống như hắn đang ngồi ở đó, như một đỉnh núi làm chỗ dựa cho giới nội. Người thứ nhất tiến tới là Tây Tử Phượng. Thân ảnh nàng mang theo sự nhu nhược, chậm rãi vượt qua ngàn trường, đi tới bên người Vương Lâm, nhìn Vương Lâm đang khoanh chân nhắm mắt. Đôi mắt Tây Tử Phượng xuất hiện vẻ nhu hòa, trên môi nở một nụ cười tươi đẹp, ta đã nghĩ cẩn thận rồi ta không muốn làm đệ tử của chàng, vĩnh viễn không muốn, thọ nguyên và sinh cơ của tu sĩ chúng ta dài đằng đẵng, tính mạng chúng ta không biết bao lâu mới chấm dứt. Ta chỉ muốn một năm trong đời chàng, chỉ một năm thôi là đủ rồi, chàng bảo vệ giới nội ba năm, vậy thì ta sẽ ở đây cùng chàng một năm, Tây Tử Phượng nhẹ giọng nói, Vương Lâm trầm mặt, Thủy chung vẫn nhắm mắt, không nói bất cứ lời nào, sau một năm ta sẽ rời đi, nếu phải chết thì sẽ tan thành mây khói, nếu còn sống thì sẽ dốc lòng tu luyện, chàng có thể không nói, có thể không nhìn chàng nhưng ta sẽ ở nơi này, chàng có đuổi cũng không đi. Tây tử phượng không thèm để ý tới thái độ của Vương Lâm, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn yên lặng nhìn hắn, nàng vốn là một nữ tử xinh đẹp, trong năm tháng tan thương lúc này ở bên cạnh Vương Lâm, nàng như được trở về hơn một ngàn năm trước, về lại năm đó. Vương Lâm vốn là người đầu tiên nàng thích, cũng là người cuối cùng. Giữa quá trình này là thời gian dài vô tận nàng không còn trẻ nữa nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng vương lâm hẳn là không có mình dù sao thì nàng và hắn cũng chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi có lẽ trong cuộc đời hắn nàng cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi tất cả mọi chuyện này đều hiểu rõ tây tử phượng cũng không cầu được ở cạnh hắn tới vĩnh hằng nàng chỉ cần một năm một năm làm bạn chấm dứt tình yêu say đắm trong đời nàng là một nữ tử không có dũng khí nhưng hiện giờ nàng lại vất vả tụ toàn bộ dũng khí của mình để nói với Vương Lâm những lời này. Đừng thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh như vậy, trong lòng nàng đang rất hồi hộp. Nàng sợ bị cự tuyệt, sợ rằng Vương Lâm ngay cả một năm cũng không cho nàng. Nàng nhìn Vương Lâm, cắn môi dưới, ngươi đi đi. Vương Lâm không mở mắt, không nhìn nàng, bình thản nói một câu. Một câu này dường như lấy đi hết thể lực lượng của Tây Tử Phượng, khiến sắc mặt nàng lập tức tái nhật, ta chỉ cần một năm. Vương Lâm, cho ta thời gian một năm có được không? Thấy Vương Lâm trầm mặt giọng nói của Tây Tử Phượng vang lên run rẩy Hai mắt nàng đã ngân ngấn nước mắt. Nàng là một nữ tử nhu nhược nhưng nước mắt trong đời nàng rơi không nhiều. Chỉ có mấy lần, hầu hết đều là do thân ảnh khiến nàng không thể quên được đang ở trước mặt. Nghiệt duyên, lời nói của sư tôn năm đó giống như còn đang văng vẳng bên tai nàng. Một năm, chỉ một năm cũng không được sao. Vương Lâm, ta biết chàng không thể tiếp nhận ta, nhưng ta chỉ muốn thời gian một năm. Một năm là quá dài sao, Vương Lâm vẫn trầm mặt, không mở mắt. dáng vẻ của hắn khiến trái tim Tây Tử Phượng đau đớn vô cùng, cất tiếng cười thảm lão đảo đứng lên, lùi lại vài bước, nàng cảm thấy bản thân thật buồn cười, ở nơi này lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng một câu của hắn giống như dao sắc đâm vào trong lòng mình. Cảm giác này thật đau đớn, rất đau, thở dài một tiếng, Vương Lâm mở hai mắt, nhìn về phía Tây Tử Phượng trong ký ức của hắn cũng không phải không có thân ảnh nữ tử này ánh mắt hắn nhu hòa dần nhẹ giọng nói cho nàng một năm vương lâm không biết là mình có thể làm cho lý mộ uyển sống lại hay không hắn cũng không biết là cuối cùng mình có thể thoát khỏi động phủ này hay là sẽ chết ở đây sau khi biết được hàng loạt bí mật hắn còn có khí lực nào mà đi cự tuyệt yêu cầu một năm của một nữ tử chứ hắn biết một khi mình cự tuyệt thì nữ tử trước mắt này sẽ tàn lụi cuối cùng chỉ còn có thế trở thành ký ức vĩnh hằng của hắn. Có lẽ ngàn năm, vạn năm sau hắn cũng sẽ không quên được một nữ tử tên là Tây Tử Phượng, đôi mắt Tây Tử Phượng tràn ngập nước mắt, những giọt nước mắt phức tạp. Nàng yên lặng ngồi xuống bên cạnh Vương Lâm, một năm là đủ rồi. Vương Lâm, ta sẽ không chiếm nhiều thời gian của chàng, Tây Tử Phượng nhẹ giọng thì thào, một băng mi và nữ tử áo hồng ở xa xa trầm mặt, ngồi khoanh chân bên ngoài tinh không các nàng cùng nhau tới đây đã có thỏa thuận mỗi người một năm thời gian một năm không dài đối với con người đã là thế thì đối với tu sĩ mà nói lại càng ngắn hơn thường thường một khi bế quan có lẽ đã trải qua mấy năm nhưng đối với tây tử phượng mà nói một năm này nàng mong nó sẽ qua đi chậm một chút vương lâm không phải là người giỏi nói năng nhất là đối với nữ tử đại đa số thời gian hắn đều trầm mặc dù là ở với lý mộ uyển Hắn cũng hầu như chỉ yên lặng nhu hòa nhìn đối phương, trong nháy mắt, trong 3 năm trong vô danh chuyển luân trận, 3 tháng đã trôi qua, trong 3 tháng này Vương Lâm nói rất ít nhưng Tây Tử Phượng đã thỏa mãn rồi. Hai người ở bên trong vô danh chuyển luân trận này đã 3 tháng, nàng biết Vương Lâm thích uống rượu, lúc này ở trong tinh không trước hai người có một cái nồi, bên trong có nước đang sôi sụp sụp, trong đó có một bầu rượu, dùng độ nóng của nước để làm giảm cái lạnh của rượu, nước đã sôi nhưng rượu còn chưa hoàn toàn ấm hẳn một luồng gió lạnh mờ ảo không nên tồn tại từ xa xa gào thét lao tới, thổi lên bầu rượu đang ấm dần, khiến nước trong nồi đang sôi trào cũng gợn sóng, hai mắt vương lâm lóe lên hàng quang. Hắn ngẩng đầu nhìn giới ngoại thái cổ tinh thần. Trong ánh mắt của mình, hắn thấy những đạo cầu vòng dày đặc. Đám cầu vòng này là đại quân của giới ngoại ngưng tụ một lần nữa. Trong đám tu sĩ này có 5 người có uy áp thuộc về bước thứ ba, giống như năm mũi tên gào thét lao tới. Trừ 5 người này ra, trong đại quân chừng 10 vạn tu sĩ này còn có một chiến xa lớn ngàn trượng, được rất nhiều tu sĩ đẩy đi, xé gió vọt tới, tiếng động ầm ầm phá ta sự yên tĩnh của tinh không, càng ngày càng lớn, cuối cùng vang lên giống như sấm sét tới rồi, hàng quan trong mắt vương lâm càng đậm, chương 1669, rượu còn chưa đủ ấm, mười mấy chiếc chiến xa đó bên ngoài không biết bọc thứ gia thú gì, nhìn lại trong không giống chiến xa mà giống một đầu viễn cổ mảnh thú, gia thú này có màu đỏ tươi, bên trên lóe lên những ấn ký phức tạp, tỏa ra huyết quang lúc sáng lúc tối, chiếu rọi tinh không tối đen này một cách quỷ dị, ngoài mười mấy chiếc chiến xa này ra, từ xa còn truyền tới những tiếng rít gào chấn động tinh không. Trong tiếng gào vang vọng này, ở phía sau mười vạn tu sĩ xuất hiện một tấm bia đá được mấy ngàn tu sĩ khiên, chậm rãi bay về phía trước, tấm bia đá này lớn cỡ mấy ngàn trượng, từ trong đó tràn ra một luồng khí tức hỗn tạp, bao phủ bốn phía. Kinh người hơn là trên tấm bia đá này có chín sợi xích sắt kéo dài ra, mỗi đầu xích là một cái quan tài khổng lồ, mỗi một quan tài này đều lớn tới trăm trượng, giờ phút này lơ lửng, từ xa nhìn lại giống như bạch tuộc, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là lực lượng trong trận đầu tiên giới ngoại ngưng tụ ra để chiến đấu và giết chết Vương Lâm, thái cổ tinh thần của giới ngoại đã tử vong rất nhiều tu sĩ. Giờ phút này, những người xuất hiện ở đây có thể nói đã là cực hạn của giới ngoại. Vương Lâm nhìn đám tu sĩ giới ngoại bên ngoài trận pháp, hàng quan trong mắt càng đậm. Tây tử phượng bên cạnh hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn cảnh tượng này mà tâm thần chấn động, Vương Lâm đứng dậy. Hắn đứng sừng sững trên thiên hoàng lô, mái tóc bạc tung bay, Tây tử phượng, tiếp tục hâm rượu đi. Lời nói của Vương Lâm bình thản. sau khi nói xong thân thể liền bước tới, bạch y phất phới, có một luồng khí chất phiêu giật tràn ngập toàn thân hắn. Tây tử phượng vốn tâm thần đã chấn động, nhưng một câu nói nhu hòa của Vương Lâm lại khiến cho nàng bình tĩnh lại, ngẩng mái đầu xinh đẹp, nhoẻn miệng cười, vương tay vuốt vài sợi tóc trên trán, gật đầu dạ khẽ một tiếng, tiếng ầm vang kinh thiên bên ngoài trận pháp trào lên. Mười vạn tu sĩ chưa hoàn toàn tới gần trận pháp mà dừng lại cách đó vạn trượng. Bọn họ hiển nhiên biết Vương Lâm và trận pháp này cường đại, giờ phút này dừng lại, đồng loạt ngồi khoanh chân, hai tay bắt quyết, nhất tề điểm lên mi tâm. Một điểm này khiến nguyên thần của 10 vạn tu sĩ giới ngoại này lập tức bay ra, tràn ngập trong tinh không. 10 vạn nguyên thần xuất hiện, tỏa ra ánh sáng vạn trường, trong nháy mắt đã hoàn toàn chiếu rọi cả tinh không đen tối, bay ra đồng thời với 10 vạn nguyên thần này là năm bậc toàn năng bước thứ ba. Bọn họ đã là năm người cuối cùng của giới ngoại, năm người này không tham dự cuộc chiến trong giới nội mà là lực lượng dự phòng. Lúc này bọn họ không thể không đi ra. Trường Tôn Hội đã ra lệnh, cả giới ngoại dù tử vong toàn bộ cũng phải tử chiến. Giờ phút này năm người khoanh chân ngồi xuống, sắp thành hàng chữ nhất. Bọn họ biết sự cường đại của Vương Lâm, cũng biết tu vi của mình thì dù năm người vây công cũng không phải là đối thủ của phong tôn Vương Lâm. Nhưng có 10 vạn nguyên thần kia phụ trợ, có bí thuật trường tôn hội truyền xuống từ viễn cổ, bọn họ tự nhận có thể đánh một trận. Trong lúc khoanh chân, năm người đồng loạt bắt quyết, nhất tề đặt tay lên hậu tâm của người trước mặt, tiếng ầm vang kinh thiên động địa tràn ra lực lượng của năm người trong thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp truyền thẳng tới ở vị trí đầu tiên người ở vị trí đầu tiên nọ là một lão già tóc bạc thần sắc người này ngưng trọng trong nháy mắt khi lực lượng của bốn người ở phía sau ầm ầm tràn tới mái tóc hắn không gió mà tung bay hai mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa lấy tu vi của ta lấy huyết mạch của ta dẫn đại thuật viễn cổ khai thiên chỉ đạo một đạo không diệt lão già gầm nhẹ tay phải giơ lên điểm một ngón tay lên bầu trời. Lập tức có một luồng án sáng mạnh mẽ từ ngón tay hắn bay lên, ở trên không bất ngờ hóa thành một đại kiếm dài vạn trượng. Đại kiếm vừa xuất hiện, mười vạn nguyên thần bốn phía ầm ầm lao tới, đồng loạt dung nhập vào bên trong đại kiếm, khiến cho đại kiếm này trong chớp mắt liền có khí thế vô thượng ầm ầm tràn ra, chém, lão già tóc bạc kia rống lớn một tiếng. Tay phải hướng về phía vương lâm ở bên trong bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành trực tiếp chém xuống một cái vung tay này khiến cho thanh đại kiếm vạn trượng ầm ầm kêu lên, ngưng tụ 10 vạn nguyên thần, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của năm bậc toàn năng bước thứ ba, lại dùng viễn cổ thuật này quỷ dị chuyển hóa thành một luồng lực lượng khai thiên, ầm ầm đánh xuống, từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ rõ ràng. Thanh đại kiếm kia gào thép nhanh chóng lớn lên mấy chục lần, cuối cùng giống như lớn tới vô tận. Một kiếm chém xuống, đánh thẳng vào vô danh chuyển luân trận, Vương Lâm bước từng bước đi tới đứng bên trong trận pháp này. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn đại kiếm gào thét đánh tới, không cử động chút nào, tùy ý để cho đại kiếm trong tiếng ầm ầm kinh thiên giáng xuống, chỉ trong nháy mắt, đại kiếm nọ đã chém lên vô danh chuyển luân trận. Một tiếng nổ ầm vang truyền khắp tinh không. Những luồng sóng gợn vô hình theo trận pháp khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ phạm vi trận pháp, vô danh chuyển luân trận chấn động, phát ra tiếng bùng bùng vang vọng nhưng lại không hư hao chút nào sau khi đại kiếm này hạ xuống trăm vạn hồn phách tu sĩ giới ngoại bị nhốt dưới bánh xe trong tiếng gào thét thống khổ đẩy bánh xe khiến cho bánh xe chậm rãi chuyển động phía sau trăm vạn oan hồn này những anh hồn của giới nội đã dung nhập bên trong trận pháp đồng loạt bay ra lúc này trong tay bọn họ huyển hóa ra những cây roi hung hăng quất lên người đám oan hồn này nương theo lực lượng của những roi này đám oan hồn phát ra tiếng kêu thê lương hơn biến sự thống khổ này thành lực lượng điên cùng đẩy bánh xe vận chuyển trong tiếng ầm vang, bánh xe này chuyển động được một vòng. Sau khi chuyển động được một vòng, một luồng phản lực không thể tưởng tượng được từ bên trong trận pháp này bộc phát ra, trực tiếp truyền thẳng vào bên trong đại kiếm. Tiếng chấn động ầm ầm kinh thiên động địa truyền ra. Đại kiếm không ngờ bị đánh bật về phía sau, vỡ tan thành từng mảnh, cùng với việc nó tan vỡ, mười vạn nguyên thần của tu sĩ giới ngoại lập tức tản ra, thần sắc trở nên ảm đạm nhưng không tử vong mà phiêu tán ra bốn phía năm bậc toàn năng đang ngồi khoanh chân sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt khóe miệng lão già đứng đầu kia tràn máu tươi nhưng trong mắt lại bùng lên ngọn lửa chiến tranh hai tay hắn bắt quyết đồng thời điểm lên bầu trời giọng nói khàn khàn vang lên kinh thiên mười vạn nguyên thần mười vạn tu sĩ ngưng hóa sinh cơ và thọ nguyên ngưng xuất tuế nguyệt vô tận tuyệt đối mười vạn tu sĩ chúng ta hôm nay hiến tế toàn bộ thọ nguyên đổi lấy một kích viễn cổ đánh nát trận này giết người này lão già kia phun một nguồn máu tươi. Trong nháy mắt khi nguồn máu tươi này phun ra, bốn người phía sau cũng đồng loạt phun máu, thần sắc giữ tợn gầm nhẹ lên, cùng lúc đó nhục thân của mười vạn nguyên thần xuất khiếu đồng loạt phun máu tươi. Hình dáng bọn họ dù là còn trẻ hay trung niên trong nháy mắt này liền trở nên già nua hẳn. Những người vốn già nua thì thân thể lại càng tỏa ra khí tức già cỗi, lấy thọ nguyên của 10 vạn tu sĩ để đổi lấy một kích này, quy lực của nó có thể đạt tới đỉnh phong. Thiên địa sơ khai, thế gian là một mảnh hắc ám không có ánh sáng, không có tính mạng. Viễn cổ tiên tôn giáng trần diễn tạo ra chúng sinh. Người triệu hóa ra ánh sáng viễn cổ, bao phủ thế gian, lấy thọ nguyên của 10 vạn tu sĩ chúng ta hiến tế cho chiếu viễn cổ, lấy luồng ánh sáng của viễn cổ tiên tôn năm xưa. Ánh sáng này là ánh sáng của chúng sinh. Nó có thể tạo ra chúng sinh thì cũng có thể hủy diệt thiên linh. Giọng nói của lão già trở nên méo mó cất tiếng gầm lên. Giọng nói này truyền ra 10 vạn nguyên thần kia điên cuồng dung hợp lại, hoàn toàn dung hợp vào nhau không thể tách rời, hóa thành một màn sương mù dày đặc, bao phủ toàn bộ trận pháp bên trong tinh không thành một vùng hắc ám, sương mù do 10 vạn nguyên thần biến thành này chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy nọ giống như một hắc động, đi thông sang một thế giới khác, tiếng ầm vang quanh quẩn khắp không gian dòng xoáy nọ chuyển động khiến cho ở trong hắc động có một tia sáng lóe lên tia sáng này màu vàng vừa xuất hiện liền phát ra ánh sáng chói mắt trực tiếp lao ra trong tích tắc khi nó lao ra khỏi dòng xoáy tinh không vô tận bốn phía đều bị nhúng thành màu vàng màu vàng đó đến từ ánh sáng kia nó chiếu rọi xuống khiến cho bánh xe do tam đại bổn nguyên biến thành đang vận chuyển đột nhiên sững lại mơ hồ có dấu hiệu dừng lại vô số quan hồn bên trong đó phát ra tiếng kêu thảm thiết từng luồng hắc khí từ trong người chúng bay ra, giống như sắp tiêu tán trong trận pháp này, xa xa trong thái cổ tinh thần, thân ảnh trưởng tôn biến ảo ra. Hắn nhìn về phía trước, cho dù khoảng cách rất xa nhưng hắn mơ hồ có thể quan sát được cuộc chiến này, sinh mệnh của tu sĩ trong động phủ lão phu không cần. Lấy thọ nguyên của 10 vạn tu sĩ này biến thành thần thông, cho dù lão phu muốn đối kháng cũng phải cố sức. Ta muốn xem ngươi có phải dùng cung hay không. Vương Lâm đứng bên trong trận pháp, nhìn ánh sáng màu vàng tràn ngập này, từ bên trong hắc động trong dòng xoáy tràn ra. Một luồng khí tức đến từ tiên cương đại lục trong ánh sáng này tràn ra. Luồng khí tức này Vương Lâm đã từng cảm nhận được, hai mắt hắn bình tĩnh, tay phải hướng về phía trước điểm một cái, phần giới cổ tán. Mở ô diệt giới, trong tinh không của giới ngoại, tại nơi đang bị kim quang bao phủ có một chiếc hỏa tán khổng lồ ầm ầm hiện ra, lập tức bao phủ lấy kim quang, giống như hoàn toàn không ăn nhập với nhau hỏa tán xuất hiện một luồng hỏa diễm diệt giới cũng tràn tới thất thải chỉ đạo ẩn chứa biến ảo của thiên địa trong ánh sáng màu vàng này khi ngọn lửa màu đỏ đang vặn vẹo lời nói bình tĩnh của vương lâm truyền ra chỉ thấy xích chanh hồng lục lam thanh lam tử đột nhiên xuất hiện chúng từ bên trong tinh không hư vô hiện ra trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một cây trường thương bảy màu ánh sáng viễn cổ phá thiên mà tới, ta lợi dụng trường thương bảy màu nổ nát, phá tan trời cao, lợi dụng phần giới cổ tán này bịt kín lại, khiến cho ánh sáng này có thể diệt chúng sinh nhưng không giết được vương mổ, lúc này hỏa tán và trường thương ầm ầm bộc phát ra, tay áo vương lâm vung lên, từng bước đi về bên cạnh tây tử phượng, cầm bầu rượu trong nồi nhỏ ngửa đầu uống một ngụm, rượu còn chưa đủ ấm, tây tử, làm ấm thêm chút nữa, vâng. Chương 1670, Viễn Cổ Mảnh Thú chưa ấm rượu vào miệng còn mang theo khí lạnh ở trong bụng vương lâm hóa thành một đám lửa nóng khiến cho hắn ngửa mặt lên trời cười dài tay phải vung lên một cái bầu rượu nọ lại rơi vào trong nồi nước đang sôi sùng sục hắn ngẩng đầu tay phải điểm một cái về phía thái cổ tinh thần bên ngoài trận pháp vương mổ ở đây trong ba năm bất luận kẻ nào muốn đi vào giới nội cũng phải bước qua xác ta một luồng hào tình giờ khắc này từ trên người vương lâm tràn ra một chỉ này hắn điểm ra chỉ thấy thanh trường thương bảy màu biến ảo ra bên trong trận pháp liền truyền ra tiếng gào thét kinh thiên. Trong tiếng gào thét, thanh trường thương này bay thẳng vào trong dòng xoáy do 10 vạn nguyên thần biến thành, nơi có ánh sáng viễn cổ đang tràn ra. Thanh trường thương này vừa lao ra đã khiến tinh không chấn động, ánh sáng bảy màu bùng lên, chói mắt kinh tâm, cũng có một luồng khí tức cực mạnh từ bên trong trường thương tuôn ra. Thương thuật này không thuộc về thế giới trong động phủ này mà nó là tiên thuật của thất thải tiên tôn thuật này là thần thông tuyệt mật của thất thải tiên tôn, người ngoài khó lòng học được. Cũng chỉ có người điên với thân phận của hắn trên tiên cương đại lục và lực lượng mạnh mẽ như vậy mới có thể đạt được loại thần thông này. Trong nháy mắt khi thanh trường thương bảy màu xuất hiện, trong thái cổ tinh thần, hai mắt trưởng tôn sững lại, lộ ra hận ý phức tạp. Thanh trường thương mà hắn dùng thần thức từ xa nhìn thấy này, hắn đã gặp trên tay của sư tôn, cũng đã chính mắt thấy được uy lực của nó trong cuộc chiến trong động phủ năm đó. Chủ nhân, ta từ nhỏ đã theo người, nhiều năm như vậy người chưa bao giờ truyền thụ thần, thông cấp bậc này cho ta. Nhưng ngươi lại truyền thần thông này cho một tu sĩ hèn kém trong động phủ, người trời sinh tính tình không tốt, tính cách cổ quái hay thay đổi, hỉ nộ vô thường. Trong năm tháng vô tận kia, ta cúc cung tận tụy với người nhưng người quả thật là bạc bẽo tới cực điểm, trưởng tôn thì thào, hung hăng nắm chặt bàn tay, bên ngoài vô danh chuyển luân trận, thanh trường thương bảy màu bừng sáng, trong tiếng rít gào liền hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng tới dòng xoáy do 10 vạn nguyên thần biến thành, ầm ầm đụng với ánh sáng viễn cổ lan ra từ bên trong dòng xoáy, trong thời gian ngắn, tiếng chấn động ầm vang truyền khắp tinh không, hình thành những luồng sóng gợn như sóng biển, tràn ra bốn phía, nhanh chóng khuếch tán đi, tỏa ra uy lực ngập trời, trong tiếng động ầm vang, tinh không chấn động, lay động kịch liệt. Loại chấn động này dường như đã rung chuyển cả tới gốc rễ của động phủ này ánh sáng viễn cổ truyền ra từ sâu trong dòng xoáy giống như bị xé ra, lập tức tan nát. Cùng sụp đổ với nó còn có thanh trường thương bảy màu vừa đối kháng. Chúng đồng thời tan rã, cùng triệt tiêu nhau, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nhưng trong nháy mắt này, tất cả ánh sáng đều tiêu tan toàn bộ, cùng lúc đó. Phần giới cổ tán chậm rãi chuyển động, từng luồng lửa diệt giới ầm ầm bùng lên. Ngọn lửa này theo sự chuyển động của chiếc ô nhanh chóng khuếch tán về bốn phía, cuối cùng với ngọn lửa vờn quanh. Phần giới cổ tán đánh thẳng tới dòng xoáy đã không còn ánh sáng viễn cổ trên bầu trời, trong dòng xoáy, cho dù ánh sáng viễn cổ đã sụp đổ nhưng vẫn còn hắc động tồn tại, mơ hồ từ trong đó lại như có ánh sáng mới đang sắp tỏa ra, thanh trường thương bảy màu chỉ mới cắt đứt ánh sáng này trong nhất thời nhưng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu được nó. Dù sao Vương Lâm cũng chỉ là một người, không phải là Thất thải tiên tôn, nhưng hắn có thể lấy thương cắt đứt ánh sáng lấy ô này che trời, giờ phút này phần giới cổ tán chuyển động, gào thép lao thẳng tới dòng xoáy, trong thời gian ngắn đã lại gần. Tán ô khổng lồ của nó trực tiếp che kín hắc động trong dòng xoáy, trong tích tắc này, phần giới cổ tán khổng lồ truyền ra tiếng động kinh thiên động địa. Chỉ thấy tán ô ầm ầm lao thẳng vào bên trong dòng xoáy do 10 vạn nguyên thần biến thành, hoàn toàn ngăn chặn cả hắc động bên trong dòng xoáy, trong nháy mắt khi ngăn chặn dòng xoáy này, biển lửa ầm vang đốt cháy cả dòng xoáy cho 10 vạn nguyên thần biến thành, tiếng chấn động ầm ầm truyền ra, liên tục không ngừng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, dòng xoáy do 10 vạn nguyên thần này biến thành trong lúc này liền sụp đổ, 10 vạn nguyên thần bên trong đó đồng loạt phun ra một nguồn nguyên thần khí, bị cuốn tản ra, thậm chí một số nguyên thần đụng phải ngọn lửa này liền trực tiếp bị thiêu cháy, tan thành mây khói. Sau khi dòng xoáy này sụp đổ những nguyên thần chưa bị đốt cháy tử vong cũng đều bị trọng thương mà trở lại thân thể. Trong đó có cả năm nguyên thần của năm bậc toàn năng. Ngay trong nháy mắt khi những nguyên thần này trở về cơ thể, năm người đồng loạt phun máu tươi, chẳng những là bọn hắn mà mấy vạn tu sĩ lúc này đều đồng loạt mở bừng đôi mắt, máu tươi phun ra. Vương Lâm đứng bên trong vô danh chuyển luân trận, liên tục thi triển thanh trường thương bảy màu và phần giới cổ tán, dù tu vi của hắn đã tới không linh trung kỳ nhưng vẫn quá sức, giờ phút này trông như thương nhưng thực tế khí huyết trong cơ thể quay cuồng nguyên thần truyền ra từng trận đau đớn, lại tới đây, Vương Lâm vung tay áo hướng về phía đám tu sĩ giới ngoại bên ngoài trận pháp mở miệng, năm bậc toàn năng kia thần sắc quể oải, hai mắt ảm đạm. Nhưng giờ phút này bọn họ không dám lui về phía sau. Bọn họ nhận được lệnh của trường tôn hội, một khi lui lại phía sau thì phải trả giá bằng tính mạng của toàn bộ tộc nhân từ già tới trẻ. Bọn họ không thể không chiến đấu, giờ phút này năm người đồng thời gầm lên. Lão già nọ đứng dậy, hét lớn một tiếng, "Chiến xa, quanh kích!" Trong tiếng hô của hắn mười mấy chiếc chiến xa được bao phủ bởi tấm da thú dữ tợn kia được rất nhiều tu sĩ đẩy tới, ầm ầm tiến lên. Gia thú trên chiến xa nọ được xốc lên, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, những chiếc chiến xa này bất ngờ giống hệt như trận linh trong phong giới đại trận năm xưa. Chẳng qua bên trên chúng không có ngọn lửa, nhưng khí thế hung tàn này lại không hề kém chút nào hơn 10 chiếc chiến xa chính là chí bảo của trường tôn hội. Mỗi một chiếc đều cần vô số tài liệu mới có thể luyện chế thành. Mà trọng yếu nhất đó là trên mỗi chiếc chiến xa đều có một hồn phách viễn cổ mảnh thú bị trấn áp, viễn cổ mảnh thú. Chúng dù là được sinh ra trong thế giới của động phủ này nhưng tổ tiên của chúng đều là do thất thải tiên tôn năm xưa mang từ tiên cương đại lục tới, sau đó sinh sôi ra. Dù chúng không có thuộc về tiên cương đại lục nhưng trên người chúng là mang theo khí tức của tiên cương đại lục. Những mảnh thú này ở trên tiên cương đại lục cũng là những tiên thú có đẳng cấp bất đồng, hồn phách của bọn chúng cũng ẩn chứa một chút ký ức của tổ tiên. Lúc này vần quanh hơn 10 chiếc chiến xa có trường long dài vạn trượng, có rất nhiều con thú hình dạng kỳ dị kinh khủng. Thậm chí trên một chiếc chiến xa không ngờ lại có mảnh thú mà Vương Lâm đã từng gặp các cùng, tiếng gầm thét kinh thiên vang lên. Hồn phách đám mảnh thú trên 10 chiếc chiến xa này điên cuồng gầm thét. Cánh tay bắn đá trên chiến xa lúc này có một tu sĩ mang tâm lý chịu chết đang ngồi khoanh chân, trên người tu sĩ này tỏa ra khí tức tử vong. Hai mắt lộ vẻ điên cuồng, sau khi ngồi xuống, chiến xa liền vang lên tiếng động kinh thiên. Thân thể bọn họ bị bắn tung đi, hóa thành một đạo lưu tinh tử vong lao thẳng tới vô danh chuyển luân trận, tu sĩ này ôm tâm lý đi tìm chết, trong lúc bị bắn đi thân thể liền nổ tung, lấy cái giá hình thần câu diệt để tỏa ra lực lượng cực mạnh của tính mạng đánh thẳng lên trận pháp. Nếu ví dụ trận pháp này là mặt nước thì đám tu sĩ điên cuồng này chính là hòn đá, rơi xuống mặt nước liền tạo lên một đợt sóng. Vương Lâm ở bên trong trận pháp nhìn những chiến xa kia lần liền bắn tới, càng ngày càng có nhiều tu sĩ dùng cái chết để đánh lên vô danh chuyển luân trận. Nhưng lấy tu vi của bọn họ thì chỉ có thể làm cho trận pháp này vặn vẹo một chút, không thể hủy diệt trận này. Nhưng thần sắc Vương Lâm lại từ từ trở nên ngưng trọng, hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, không hợp lý tiếng ầm ầm vẫn vang vọng bên tai. Lưu tinh do đám tu sĩ kia biến thành vẫn đánh lên trên trận pháp. Thân thể bọn họ dù nổ tung nhưng lại có một luồng khí tức tử vong lưu lại bên trên trận pháp. Luồng khí tức này ẩn chứa cả hồn lực do chiến xa bắn tới. Càng ngày nó càng nhiều hơn, cuối cùng không ngờ ở trên trận pháp này, mơ hồ dùng sự tử vong của đám tu sĩ mà hình thành một ký hiệu quỷ dị. Đúng lúc này thì ở một chiến xa bên ngoài trận pháp, một tu sĩ vốn phải bị bắn đi, Thân thể cơ hồ vừa mới đặt lên chiến xa thì liền có một tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên, trường long dài vạn trượng vần quanh chiến xa vốn đang nhắm mắt, vào lúc này đột nhiên mở ra, hai mắt lộ hung quang, đồng thời cắn nuốt tu sĩ kia, thân thể nhoáng lên, bất ngờ rời khỏi chiến xa này, lao thẳng tới trận pháp, giống như ký hiệu đã hình thành trên trận pháp kia có một lực hấp dẫn trí mạng đối với nó, khiến con rồng này không để ý tới điều gì mà vọt tới, trong nháy mắt khi con rồng này lao ra, trên một chiến xa khác một con mảnh thú quỷ dị trông như một quả cầu cũng mở bừng đôi mắt, ánh mắt mang theo vẻ hung tàn ầm ầm lao tới. Cùng lúc đó trên các chiến xa còn lại, hầu như tất cả mảnh thú đều như thức tỉnh, trong tiếng gầm thét đồng loạt lao ra, trong đó có cả các cùng nhiều đầu kia. ầm một tiếng, con trường long viễn cổ dài vạn trượng đánh thẳng lên trận pháp. đợt va chạm này khiến trận pháp chấn động, vặn vẹo kịch liệt. vô số quan hồn giới ngoại bị nô dịch kia lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương cũng có một số trong nháy mắt lập tức sụp đổ, những con mảnh thú khác cũng lao tới. Sau trường long là con mảnh thú có thân thể những quả cầu khổng lồ kia, ầm ầm đánh lên trận pháp, tiếng chấn động vang vọng tám phương. Trận pháp vặn vẹo, sóng gợn nhanh chóng lan ra, ngay sau đó đám hồn phách mảnh thú viễn cổ khác công kích tới. Tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Vô danh chuyển luân trận này lập tức bị chấn động tới run rẩy. Vương Lâm ở bên trong trận pháp cảm nhận được dao động của nó, nhìn đám mảnh thú dữ tận đang lao tới, hai mắt lộ hàng quang, viễn cổ mảnh thú vương mổ cũng có. Mà không phải là hồn mà là có thân thể, hơn nữa còn là viễn cổ cự thú còn sống, vương lâm giơ tay phải lên điểm lên mi tâm một cái, một chỉ của hắn hạ xuống, từ mi tâm của vương lâm liền xuất hiện một dòng xoáy, bên trong đó tỏa ra một luồng khí tức tan thương. Ngay sau đó U Quang liền lóe lên, chương 1671, là mắt trái sao hơn 10 con mảnh thú thượng cổ này đánh tới khiến trận pháp không ngừng vặn vẹo, tiếng ầm vang nổi lên. Phía trước người vương lâm lúc này không ngờ hiện ra u minh thú nhát gan tới cực điểm đã rất lâu không xuất hiện, u minh thú to lớn khó hình dung nổi, giờ phút này huyển hóa ra một cái hư ảnh giống như hoàn toàn bao trùm cả trận pháp. Hư ảnh khổng lồ này khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều cảm thấy một luồng uy áp mạnh mẽ ập tới tâm thần, hư ảnh này vừa xuất hiện liền rất nhanh chóng ngưng thật. Đám mảnh thú viễn cổ đang điên cuồng đánh vào trận pháp lúc này lập tức sững lại, nhìn về phía U Minh Thú. Một sự sợ hãi tới từ sâu trong ký ức bấy giờ tràn ngập khắp linh hồn của 10 con mảnh thú, khiến chúng trong nháy mắt run rẩy hẳn lên, thất tiếng gầm thét khe khẽ, đồng loạt lui lại. Giống như sự sợ hãi từ trong ký ức này khiến cho chúng không dám đối mặt, khiến chúng run rẩy tới cực điểm. Từ từ, thân thể U Minh Thú hoàn toàn ngưng thật, trong khi 10 con mảnh thú kia đang gầm thét lùi lại thì U Minh Thú xuất hiện. Con thú này vừa hiện lên thì thân thể đã kéo dài tới mức một nửa thân thể lộ ra khỏi trận pháp. Bởi vì thân thể nó quá lớn khiến cho phần thân thể kéo dài kia đụng phải một tu sĩ giới ngoại đứng phía trước. Thân thể nó va vào tu sĩ đó. Tu sĩ này là một nam tử trung niên. Hắn vốn đã bị thương nguyên thần. Lúc này đứng ngay ra nơi đó. Kinh ngạc nhìn mảnh thú khổng lồ kinh thiên động địa trước mặt. Đầu óc hoàn toàn. Không còn có thể suy nghĩ. U Minh Thú cũng thường người ra hai mắt lộ vẻ mê mang giống như còn đang nghĩ xem đây là nơi nào. Nó ngơ ngác nhìn vô số tu sĩ giới ngoại, ngơ ngác nhìn 10 con mảnh thú viễn cổ đem cho nó cảm giác dữ tận đáng sợ đang gầm thét lùi lại kia. Tính cách nhát gan của nó liền lập tức bộc phát ra, thân thể theo tiềm thức rung lên, một cái rung này khiến tinh không chấn động, truyền ra vô số sóng gợn. Cuồn cuộn tràn về bốn phía. Nhưng nó nhanh chóng phát hiện ra tu sĩ đang đứng sát người kia, sững người nhìn nó, sắc mặt tu sĩ nọ trắng bệch, sau thời gian ngắn ngủi trầm mặt khi ánh mắt va chạm với U Minh thú liền phát ra một tiếng thét chói tai bi thảm, thân thể điên cuồng lùi lại phía sau, hai tay vung lên, giống như quên hết tất cả thần thông và ấn quyết, chỉ biết quơ loạn xạ theo tiềm thức, hắn đã bị hù dọa tới quên sạch, chỉ là tiếng hét chói tai của hắn lại cũng dọa cho U Minh thú vốn nhát gan sợ run. Vẻ mê mang trong mắt liền bị sự sợ hãi thay thế cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ hoảng sợ, nó rất ít khi đến gần người khác như vậy. Khoảng cách gần như thế khiến nó cảm thấy kinh khiếp, muốn mau chóng bỏ chạy, nhưng tiếng gầm của nó lại khiến cho tâm thần của nam tử trung niên đang lui lại kia gần như sụp đổ, không ngờ phun một nguồn máu tươi, không tiếc trả giá đắt thi triển huyết độn, hóa thành huyết quang nhanh chóng bỏ chạy. Huyết quang này cùng với tiếng rít gào của 10 con mảnh thú viễn cổ đang lui lại càng khiến tính nhát gan của U Minh thú bộc phát, sự sợ hãi trong mắt lúc này gần như đã đạt đỉnh điểm, trong trí nhớ của nó, bản thân cũng không nhớ là đã thấy đám mảnh thú này chưa. Nhưng lúc này nó bị hình dạng của đám mảnh thú dọa cho khiếp vía, lại bị tu sĩ vừa mới chạm vào nó làm, giật mình. Trong cảm giác của nó, đám mảnh thú này thật sự quá đáng sợ, quá hung tàn, quá kinh khủng rồi. Sự sợ hãi tràn ngập toàn thân, hai mắt con u minh thú co rụt lại, thân thể run rẩy kịch liệt, định lùi lại phía sau. Cùng lúc đó nó bị hình dáng của đám mảnh thú này hù dọa, lại một lần nữa phát ra tiếng gầm kịch liệt. Tiếng gầm này từ miệng nó truyền ra, ầm ầm truyền khắp bốn phía, hóa thành sóng âm kinh thiên, cuồn cuộn trào tới, thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa lúc này, đủ để chấn động tâm thần bất cứ tu sĩ nào. Hơn 10 hồn phách mảnh thú viễn cổ kia lập tức phát ra tiếng gào thét thê lương, lui lại phía sau nhanh hơn. Ánh mắt chúng lộ ra vẻ sợ hãi rất đậm. Trí nhớ đến từ tổ tiên chúng khiến chúng không có chút ý định chống cự nào chỉ là tiếng gầm rống thê lương của bọn chúng lọc vào tai U Minh Thú lại khiến nó càng thêm run rẩy sợ hãi. Nó muốn chạy khỏi nơi này, muốn lùi lại phía sau. Nó đã sợ hãi tới cực điểm rồi. U Minh Thú xuất hiện khiến cho không chỉ 10 con mảnh thú viễn cổ mà cả mấy vạn tu sĩ bốn phía cũng khiếp hãi. Bọn họ lần đầu nhìn thấy U Minh Thú, lần đầu thấy mảnh thú khổng lồ tới bậc này. Tâm thần bọn họ run rẩy, nhất là tiếng kêu hoảng sợ của u minh thú rơi vào tai họ lại chẳng có chút ý sợ hãi nào mà ngược lại giống như giận dữ khiến cho cả đám tu sĩ sợ hãi lui lại phía sau cho dù là năm bậc toàn năng lúc này sau khi sửng sốt một chút sắc mặt liền đại biến vội vàng lùi lại bọn họ dù không biết con thú này có thần thông gì nhưng đối mặt với một con mảnh thú viễn cổ khổng lồ như vậy thì uy áp của nó cũng bao phủ toàn thân họ chỉ có mình vương lâm là biết tiếng gầm này đại biểu cho việc u minh thú hoàn toàn bị dọa chết khiếp thậm chí đã vượt quá sức chịu đựng của u minh thú hắn lại càng cười khổ khi thấy đôi mắt của u minh thú giống như đã trắng giả u minh thú nhát gan không ngờ lại bị dọa cho tới sắp bất tỉnh thật ra cũng khó trách nó hình dáng của đám mãnh thú kia quả thực rất dữ tợn và đáng sợ thân thể vương lâm bước từng bước về phía trước xuất hiện trên người u minh thú đi qua đi lại trên người nó thân thể nó trong quá khứ vốn rất cứng rắn nhưng hiện tại không biết vì sao lại mềm mại hơn nhiều vương lâm cũng không rảnh mà tự hỏi giơ tay phải lên vỗ nhẹ lên người u minh thú truyền vào tâm thần nó sự trấn an đồng thời phát ra mệnh lệnh cho nó u minh thú dưới sự trấn an của vương lâm mới hơi khôi phục lại một chút ánh mắt trắng giả cũng mơ hồ tiên tán không còn dấu hiệu bất tỉnh nữa nhưng mệnh lệnh mà vương lâm truyền tới khiến nó lại càng sợ hãi hơn cái đầu to của nó lắc lư giống như lắc đầu vẻ sợ hãi lại nổi lên trong mắt nó không dám đi cắn nuốt mấy con mảnh thú viễn cổ này chỉ là động tác lắc đầu của nó khiến cho đám tu sĩ và mấy con mảnh thú viễn cổ đang lùi lại càng sợ hãi bọn họ nhìn thế nào cũng như thấy u minh thú sắp lao ra chẳng qua u minh thú này tâm thần tương liên với vương lâm dưới mệnh lệnh mạnh mẽ của vương lâm thì dù nó có sợ hãi cũng vẫn phải mở lớn miệng gầm lên kinh thiên động địa giống như muốn cho mình có thêm can đảm đồng thời hút mạnh một cái một cái hút này khiến cho từ cái miệng mở to của U Minh Thú truyền ra một luồng lực hút kinh người. Một cái hút này khiến cho hơn 10 con mảnh thú viễn cổ kia kêu lên thảm thiết, thân thể không thể lùi lại, vặn vẹo dãy dụa, đồng loạt bị hút vào trong miệng U Minh Thú, không chỉ có chúng mà còn có mấy vạn tu sĩ cũng bị hút vào. Nhưng Vương Lâm lại vỗ lên người U Minh Thú, ngăn cản nó hút những tu sĩ này, Vương Lâm hiểu rõ U Minh Thú một khi nó hút mấy vạn tu sĩ này thì sợ rằng lại phải ngủ say để tiêu hóa trong rất nhiều năm. Kết quả như vậy Vương Lâm không muốn thấy. Đó cũng là nguyên nhân mà ở chiến trường La Thiên Vương Lâm không gọi U Minh Thú ra. Con thú này sau khi thôn vệ linh hồn của 10 con mảnh thú viễn cổ kia sẽ không ngủ say. U Minh Thú không ngủ say đối với Vương Lâm có trợ giúp lớn rất nhiều. Mấy vạn tu sĩ giới ngoại này đang sợ hãi thì U Minh Thú liền từ từ ngậm miệng lại nhưng sau đó mở ra rất nhanh. Trong sự hoảng sợ của tu sĩ giới ngoại và năm bậc toàn năng kia, nó chết miệng một cái như thể đã no, ánh mắt lộ vẻ tuổi thân. Lúc này nó vẫn còn đang sợ hãi vì phải nuốt hơn 10 con mảnh thú viễn cổ kia. Nó không thích ăn đám mảnh thú viễn cổ này, chúng không thể ăn. Chúng rất đáng sợ. Lúc này trong khi đám tu sĩ giới ngoại đang trợn mắt há mồm, Vương Lâm truyền tâm niệm khiến cho u minh thú này liền hóa thành một tia sáng chui vào trong cơ thể hắn u minh thú không có chút do dự lập tức biến mất hoàn toàn dung nhập vào mi tâm của vương lâm nó đi ra lần này đã bị dọa cho mềm nhũng nó muốn nghỉ ngơi cho tốt làm cho trái tim đang đập thình thịch này yên tĩnh lại mười vạn nguyên thần gọi về ánh sáng từ thời viễn cổ còn có cả hơn mười chiến xa chí cường của trường tôn hội lúc này đều đã bị hủy trước vô danh chuyển luân trận nhưng đám tu sĩ giới ngoại còn có một vật cuối cùng đó là tấm bia đá khổng lồ có chín sợi xích sắt gắn với chín cái quan tài rất lớn kia, lúc này đám tu sĩ giới ngoại còn đang chìm đắm trong sự sợ hãi đối với u minh thú thì trên tấm bia đá khổng lồ kia liền có chín đạo ký hiệu lóe lên nhanh chóng. Chúng lóe lên sau đó liền hóa thành chín luồng khí tức theo xích sắt tràn ra, lao thẳng tới chín cái quan tài, trong tích tắc khi chúng dung nhập vào quan tài, những tiếng bùng bùng kinh thiên vang lên, chín cái quan tài nọ lúc này lập tức ầm ầm sụp đổ, trong nháy mắt liền mở tung quan tài mở ra, một mái tóc dài màu đen giống như cỏ dại yêu dị lan ra từ chính quan tài, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập khắp tinh không. Thái cổ hoàng thần bảo vệ thái cổ tinh thần qua bao năm tháng, thân thể người chia làm chín phần, hôm nay chín phần hợp làm một, gọi về hồn phách bất tử của người, đánh tan trận này, tru sát kẻ này, năm bậc toàn năng kia đồng thời quỳ xuống bái lạy, cắn chóp lưỡi phun ra nguyên thần tinh huyết. Tinh huyết kia vừa ra liền lập tức bị chính cái quan tài đầy tóc hấp thu cùng phun ra nguyên thần tinh huyết còn có mấy vạn tu sĩ còn sót lại trong tinh không. Máu huyết họ phun ra đều bị chính quan tài này hấp thu sạch sẽ, sau khi hấp thu, tinh không liền vang lên tiếng chấn động ầm ầm. Chính cái quan tài này đồng loạt vỡ tan, một luồng khí tức cổ thần, cổ ma, cổ yêu liên tục thay đổi, hình thành một luồng lực lượng đạo cổ từ bên trong quan tài này bùng lên kinh thiên động địa, luồng khí tức này vô cùng quen thuộc. Nó thuộc về đạo cổ diệp mịch. Hai mắt vương lâm lộ vẽ cực kỳ ngưng trọng. Hắn đứng bên trong trận pháp, nhìn chầm chầm vào chính quan tài. Hắn thật không ngờ là giới ngoại lại có được khí tức đạo của tinh thuần tới bậc này, không phải mắt trái. Nếu là mắt trái thì khí tức phải còn mạnh hơn thế này nhiều. Nhưng nếu không phải mắt trái thì đây là cái gì? Chương 1672, Cổ tộc Chiến Ấn, quan tài vỡ tan ra. Từ trong quan tài thứ nhất có rất nhiều mảnh nhỏ tràn ra bốn phía, nhanh chóng chuyển động lộ ra một cánh tay đỏ chói cánh này này mọc đầy lông đỏ nhìn không giống tay người mà giống cánh tay một con thú năm ngón tay dữ tợn móng vuốt sắc bén trong nháy mắt khi xuất hiện liền bộc phát ra một luồng lửa hung ác kinh thiên luồng lửa này cũng có khí tức của đạo cổ đây là một cánh tay trái tiếng ầm ầm lại vang lên chỉ thấy bên trong một chiếc quan tài vừa vỡ ra lại có một cánh tay phải đáng sợ bay ra cánh tay này cũng đầy lông đỏ trên tay đầy gân xanh nhúc nhích nhìn mà giật mình ngay sau đó hai chân phát ra khí tức của đạo cổ cũng từ trong hai chiếc quan tài khác bay ra từ xa nhìn lại cảnh tượng này cực kỳ kinh người vương lâm nhìn thấy hai mắt càng ngưng trọng hơn tầm một tiếng quan tài thứ năm sáu bảy tám đồng loạt nổ tung bốn phần thân thể khắc khuếch tán ra khí tức của đạo cổ chợt xuất hiện quỷ dị dung hợp lại tạo thành một thân thể khổng lồ lơ lửng trong tinh không cùng lúc đó cặp chân kia cũng gào thét lao tới, lập tức hợp lại với thân thể, hình thành một thân hình thiếu cái đầu, thứ tồn tại kỳ dị này cao tới ngàn trượng, hoặc nhìn trông như người khổng lồ. Hắn dù không có đầu nhưng ngọn lửa hung ác ập trời bốc lên, có khí tức nồng đậm của đạo cổ vần quanh, quan tài thứ chín ầm ầm nổ tung, những mảnh nhỏ tràn ra. Một cái đầu lâu bỗng nhiên hiện ra. Đầu lâu này xuất hiện lập tức khiến cho tóc đen tràn ngập bốn phía chuyển động, cuốn về phía đầu lâu, hình thành một mái tóc dài như đen nhánh, cái đầu lâu đó là của một nam tử trung niên. Hắn nhắm hai mắt, tướng mạo tầm thường nhưng lại tràn ngập một vẻ uy nghiêm không nói lên lời, khiến cho người ta nhìn vào mà kinh hãi, càng khiến cho đồng tử của Vương Lâm co rụt lại là ở trên mi tâm của kẻ này không ngờ lại có hai tinh điểm, hai tinh điểm này là hai tinh điểm cổ thần, dù chỉ có hai tinh điểm nhưng tinh điểm này lại hoàn toàn bất đồng với những tinh điểm của cổ thần khác. Tinh điểm này nhìn từ xa lại giống như hai vệt máu tươi, đúng lúc này, cái đầu nối liền với thân thể, lập tức gắn kết lại. Trong tích tắc khi chúng dung hợp một thân thể đầy đủ liền xuất hiện, cùng lúc đó, kẻ này đột nhiên mở bừng đôi mắt, hai mắt hắn mở ra hai luồng sáng liền tràn ra, khiến tinh không chấn động, giống như muốn sụp đổ. Một luồng uy áp kinh thiên từ trong cơ thể của nam tử trung niên này ầm ầm truyền ra, trong mắt trái của hắn có ba yêu tinh, bên mắt phải có ba ma tinh hắn là ai? Vương Lâm nhìn chầm chầm vào nam tử trung niên này. Trong trí nhớ của đạo cổ căn bản không có chút đầu mối nào về nam tử trung niên này. Mà hắn có thể xác định người này cũng không phải là mắt trái của đạo cổ. Khí tức của người này dù cường hãn nhưng hiển nhiên không thể so sánh với mắt trái của đạo cổ được. Nhưng khí tức trên cơ thể của người này lại tinh thuần tới cực điểm. Đúng là khí tức của đạo cổ. Trên người Vương Lâm dù cũng có khí tức của đạo cổ nhưng đây là do truyền thừa. Sau khi dung hợp mà thành, tuy là đạo cổ nhưng lại không phải khí tức của đạo cổ diệp mịch nhưng cảm giác lan ra từ trên người nam tử trung niên này lại thuộc về đạo cổ diệp mịch trong thái cổ tinh thần trưởng tôn vẫn dùng thần thức nhìn chiến trường từ xa lúc này hai mắt lộ ra hàng quan người bị phong ấn trong chính quan tài này là một trong những chí bảo của trường tôn hội hắn vật này là trải qua năm tháng vô tận được hắn và đạo nhân bảy màu tạo nên cuối cùng ngưng tụ thành cũng vì thế mà tạo nên nhiều lần sát lục không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn xuất ra vật này. Thứ này đối với tương lai của hắn có tác dụng lớn, nhưng giờ phút này vì muốn bức vương lâm phải bắn tên, hắn mới phải lấy vật ấy ra, giao cho tu sĩ thái cổ tinh thần đi giết vương lâm. Hắn cho dù còn không hoàn mỹ nhưng cũng chỉ kém một chút, nhưng bọn hắn đều được truyền thừa của đạo cổ, tự giết lẫn nhau sẽ dẫn tới thiên biến, có lẽ sẽ khiến trận pháp này xuất hiện vết rách, ánh mắt trưởng tôn lóe sáng. Cùng lúc này, nam tử trung niên bên ngoài trận pháp do chính phần ngưng tụ lại trong nháy mắt sâu trong la thiên tinh vực có một khu vực nhìn chỉ thấy thiên địa khôn cùng không có bất cứ tu chân tinh nào tồn tại thậm chí cả một tia sinh cơ cũng không có nhưng bên trong tinh vực này lại có thứ bụi vô tận mà mắt thường không thể nhìn thấy bên trong đám bụi đó có một thế giới khác thế giới này là một thế giới bị đóng băng cả thế giới tồn tại trong đám bụi đưa mắt nhìn lại thế giới này toàn bộ bị đóng băng thậm chí ngay cả mây trời, ngay cả mặt đất cũng toàn bộ tỏa ra hàng khí. Nơi này chính là Đông Lâm Tinh ngày xưa, chính là gia tộc viễn cổ tu chân duy nhất của La Thiên. Nơi này có một nữ cổ thần, đại chiến của giới nội và giới ngoại cho dù lan tới tứ đại tinh vực nhưng ngọn lửa chiến tranh lại không thiêu đốt tới được nơi này. Gia tộc truyền thừa từ thời viễn cổ đã có biện pháp tránh xa những lần hủy diệt trong tháng năm vô tận thì tất nhiên là có cách tránh khỏi bị dính vào trận đại chiến này. Giờ phút này trong thế giới đóng băng này, trên một tế đàn trên đỉnh núi, trong gió lạnh gào thét có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi khoanh chân trên tế đàn. Trên mi tâm nàng không ngờ có bảy tinh điểm bình thường đang chậm rãi chuyển động, đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở bừng ra, nhìn về phía xa xa, ta cảm nhận được khí tức huyết mạch của phụ tổ, trầm ngâm, nữ tử này giơ tay phải điểm lên mi tâm một cái. Bất ngờ bảy tinh điểm trên mi tâm nàng xoay tròn nhanh hơn gắn liền lại, mơ hồ hẳn. Ngay lúc nó trở lên mơ hồ, chỉ thấy bảy tinh điểm này không ngờ quỷ dị dung hợp lại, trong phút chốc hình thành ấn ký hình giọt máu. Ấn ký này ở trên mi tâm của nữ tử, tỏa ra ánh sáng màu đỏ yêu dị, bên ngoài vô danh chuyển luân trận. Nam tử vừa ngưng tụ từ chính phần thân thể kia trong nháy mắt mở bừng đôi mắt, hướng về phía vương lâm thần sắc đang vô cùng ngưng trọng mà gầm thét, vừa gầm lên, tay phải hắn giơ lên, hướng về phía vương lâm ở xa xa trong trận pháp điểm một chỉ, trong tích tắc khi một chỉ điểm tới, tay phải hắn tạo thành một ấn quyết kỳ dị ấn quyết này không có bất cứ lực công kích nào mà như là một dấu ấn tượng trưng sau khi bắt quyết xong tay phải nam tử trung niên này thu hồi lại đặt lên ngực hai mắt hắn lúc này bột phát ra một luồng chiến ý kinh thiên cổ tộc chiến ấn vương lâm trong nháy mắt khi nhìn thấy ấn ký này trong mắt cũng tuôn ra chiến ý trong trí nhớ của đạo cổ mà vương lâm được truyền thừa có một ấn ký như vậy nó là ấn ký chí cao vô thượng trong tam tộc cổ hay nói cách khác là trong cổ quốc mà đạo cổ sở hữu, ấn ký này tên là chiến ấn. Nó là một ấn ký khi cổ tộc giao chiến phải hiến tế lên. Một khi một người của cổ tộc dùng ấn ký này thì người bị chỉ tới phải tiếp nhận trận chiến, đây là trận đấu sanh tử, một khi tử vong thì lấy cổ tổ làm chứng, tất cả những gì thuộc về đối phương đều trở thành vật của kẻ thắng, thấy ấn ký này mà không chiến đấu thì không xứng xưng là tu sĩ cổ tộc. Điểm này hoàn toàn bất đồng với tiên nhân ấn ký xuất hiện, nhất định phải chiến. Đương nhiên nếu tu vi song phương cách nhau quá xa thì cũng có thể tránh né. Nhưng nếu tu vi không sai biệt lắm mà không chiến thì là kẻ yếu trong cổ tộc. Mà kẻ yếu thì không thể sinh tồn. Thi triển chiến ấn này xong, nam tử trung niên nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, ánh mắt bột phát ra chiến ý ầm ầm, giơ một ngón tay lên chỉ về phía nam tử trung niên bên ngoài trận pháp, cũng tạo cổ tộc chiến ấn, sau đó ấn vào ngực mình. Trong nháy mắt khi hắn làm động tác này, nam tử trung niên nọ ngửa mặt lên trời gầm thét, thân thể ngàn trượng bước từng bước tới giống như người khổng lồ ầm ầm lao thẳng tới trận pháp. Trong cơ thể vương lâm lập tức truyền ra tiếng bùng bùng, bước về phía trước nửa bước. Trong tích tắc đi ra ngoài, thân thể hắn điên cuồng bành trướng lên, mười trượng, trăm trượng, mấy trăm trượng, cho tới thành người khổng lồ ngàn trượng, từng bước đi tới. Vương Lâm lần đầu tiên rời khỏi vô danh chuyển luân trận, đứng bên trong tinh không thái của tinh thần. Đồng thời với nam tử trung niên đang gào thét, trong miệng vương lâm cũng truyền ra tiếng gầm ầm ầm. Đánh, ngươi muốn đánh thì đánh đi. Vương lâm cũng không muốn nhận thua. Cả đời hắn đều vượt qua chiến đấu và giết chóc, đối mặt với sự khiêu chiến của nam tử trung niên này, hắn không có lý gì lại cự tuyệt. Hắn muốn chiến thắng đối phương, đoạt lấy toàn bộ mọi vật của đối phương kí tức của đạo cổ trên người đối phương đối với việc Vương Lâm đạt tới bát Tinh Cổ Thần có lực hấp dẫn trí mạng, trong nháy mắt khi Vương Lâm ra khỏi trận pháp, thân thể ngàn trượng của nam tử trung niên kia liền lao tới, tay phải vung lên hung hăng nắm thành quyền, trong tiếng chấn động kinh thiên động địa đánh thẳng về phía Vương Lâm, cổ tộc giao chiến đều dùng thân thể là chính, thần thông là phụ. Nhưng cuối cùng đều phải cần tới lực lượng thân thể kinh người thân thể tu sĩ cổ tộc khi đạt tới một trình độ nhất định thì dù thiên địa sụp đổ thân thể cũng vẫn còn thiên địa diệt mà thân thể bất diệt giờ phút này một quyền đánh tới trong nháy mắt đã cách vương lâm không tới một trăm trượng khoảng cách trăm trượng đối với vương lâm và nam tử trung niên mà nói thì quá gần hai mắt vương lâm trào dân chiến ý cũng nắm quyền lại trong nháy mắt khi nắm tay đối phương đánh tới liền tung ra một quyền không cần phải nói nhiều cũng không cần trao đổi chiến ấn hiện lên lập tức chiến đấu nắm tay hai người càng lúc càng gần, trực tiếp va chạm với nhau. Trong tích tắc này, một tiếng va chạm chấn động cả giới nội và giới ngoại truyền ra. Một luồng gió lốc bột phát khắp bốn phương tám hướng, luồng gió lốc này từ nắm tay hai người ầm ầm tràn ra, cuốn ra bốn phía, khiến mái tóc bạc trắng và mái tóc đen của nam tử trung niên kia bay phất phới, mái tóc bay lên không thể che khuất được đôi mắt của hai người, trong nháy mắt khi hai nắm tay đụng nhau, đôi mắt họ tuôn ra chiến ý sáng như mặt trời. Tây tử phượng bên trong trận pháp sắc mặt tái nhợt, nhìn cảnh tượng bên ngoài nhưng không phát ra âm thanh gì. Nàng không muốn khiến Vương Lâm phân tâm. Nàng cúi đầu tiếp tục hâm rượu cho Vương Lâm. Nàng tin rằng Vương Lâm sẽ không bại trận. Chương 1673, dịp Mịch không có con trai. ầm, thân thể Vương Lâm chấn động, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, máu tươi trào ra khóe miệng. Thân thể của hắn bị bức phải lùi lại phía sau mấy bước mỗi bước lùi này hắn lại đạp ầm một tiếng giống như truyền phản lực vào tinh không khiến tinh không run rẩy thân thể nam tử trung niên cũng truyền ra tiếng bùng bùng một luồng lực lượng vô hình từ ngực truyền ra khóe miệng hắn nhếch lên cũng có máu tươi tuôn ra lùi lại phía sau mấy bước tu sĩ một kích có thể khiến vương lâm bị thương thì trừ phi là người có tu vi cao hơn hắn một bậc dùng đại thần thông đối kháng nhau thì mới làm nổi nhưng trong cổ tộc thì lực lượng kinh khủng của thân thể trong lúc tấn công nhau lại có thể làm được điều này. Đây là sự bất đồng của cổ và tiên. Vừa lui lại phía sau chân phải vương lâm vừa dậm mạnh về phía sau một bước, ngăn thân thể lùi lại, sau đó bước về phía trước. Chiến ý trong hai mắt hắn càng bùng lên, gầm nhẹ một tiếng rồi lao ra một lần nữa. Nam tử trung niên kia cũng ngừng lùi lại, trong nháy mắt khi vương lâm vọt tới liền gầm lên, tiếng ầm ầm lại vang vọng thắp tinh không nắm tay hai người trong thời gian ngắn liên tục va chạm chín lần. Mỗi một lần hai nắm tay họ đụng nhau thì đều hóa thành vô số gợn sóng quét về bốn phía, sau chính quyền, sóng gợn truyền ra cuồn cuộn như khi biển khơi có dông tố, chấn động tinh không. Mấy vạn tu sĩ giới ngoại đồng loạt lui về phía sau hơn 10 vạn trượng nhưng vẫn chưa dám dừng lại. Đám người này hoảng sợ dùng thần thức quan sát hai người khổng lồ đang chém giết. Vô danh chuyển luân trận lúc này trong sự chấn động đã xuất hiện sự vạn vẹo, giống như không thể thừa nhận lực lượng trùng kích do sóng gợn truyền vào sau chính quyền vương lâm phun một nguồn máu tươi thân thể giống như bị chính tu chân tinh liên tục đánh vào lui lại phía sau chỉ trong chớp mắt là đụng phải vô danh chuyển luân trận nhưng thân thể hắn lúc này sững lại ngẩng cao đầu vẻ mặt hung ác chiến ý trong hai mắt không hề tiêu tan nửa điểm mà ngược lại lại càng dữ dội hơn nam tử trung niên cũng phun một nguồn máu tươi thân thể lùi lại rất xa ở mấy vạn trượng mới dừng lại được lao máu tươi trên khóe miệng, gầm thét lao tới một lần nữa. Trong tinh không giữa hai người lúc này tràn ngập máu tươi do họ phun ra, một trong số đó bị lực lượng trùng kích cuốn đi, vẫy lên mặt vương lâm. Máu tươi đó không phải thuộc về hắn mà thuộc về đối phương. Lao đi dọc máu tươi trên mặt, vương lâm đưa tay lên khóe miệng liếm một chút, chiến ý trong mắt bùng lên lộ ra ánh sáng kỳ dị, thân thể bước về phía trước. Lúc này hai tay hắn đồng thời đánh ra, song trưởng túng lại, hai quyền hợp nhất hóa thành một, vừa lao tới vừa gầm nhẹ thân thể hướng về phía tinh không hung hăng bước tới tinh không run rẩy thân thể hắn trực tiếp lao đi vạn trường do vậy khoảng cách giữa vương lâm và nam tử trung niên kia lúc này chỉ còn một chút song quyền của vương lâm hướng về phía ngoài thân thể hung hăng đấm tới nam tử trung niên kia thân thể nam tử trung niên kia sững lại ngẩng phát đầu trong nháy mắt khi song quyền của vương lâm đánh tới tay phải hắn vung lên hướng về bầu trời điểm một chỉ chỉ thấy phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một hư ảnh cổ thần khổng lồ hư ảnh cổ thần này lớn vô cùng thân thể mặc một bộ giáp đầy đủ trên mi tâm không ngờ lại có tám tinh điểm lóe lên một chỉ của nam tử trung niên này điểm ra hư ảnh cổ thần này cũng giơ tay phải lên hướng về phía vương lâm ầm ầm điểm tới cổ thần nhất chỉ một ngón tay hư ảo khổng lồ kia trong nháy mắt trực tiếp va chạm với nắm tay của vương lâm từ xa nhìn lại cảnh tượng này giống như một bức tranh bức tranh này có thể khiến tất cả mọi người chứng kiến đều chấn động tâm thần bên trong bức tranh tinh không mênh mông thân thể vương lâm ngàn trượng oanh kích tới hướng về phía trước tung song quyền phía bên dưới là nam tử trung niên với mái tóc đen tung bay hai mắt lóe sáng một chỉ xuất ra phía sau hiện lên một hư ảnh cổ thần khổng lồ một chỉ cũng điểm tới bởi vì thân thể quá lớn nên một chỉ này cũng to tới trăm trượng đánh thẳng tới vương lâm ầm một tiếng Song quyền của Vương Lâm và ngón tay của cổ thần kia đụng vào nhau, tiếng chấn động như muốn xé tung tinh không, ù ù vang vọng bốn phía. Vương Lâm phun một ngụm máu tươi, mái tóc bạc trắng tung bay nhưng thân thể không lùi lại mà gầm lên một tiếng kinh thiên, song quyền lại theo thân thể ầm ầm đánh xuống, một chỉ của hư ảnh cổ thần lập tức tan nát, bị song quyền của Vương Lâm xuyên qua, giống như là bị bổ làm đôi, phân thành hai nửa rồi ầm ầm tan rã. Nó tan rã thân thể vương lâm liền xuyên qua ngón tay vừa sụp đổ của cổ thần hư ảo, đánh thẳng vào ngực hắn trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, khiến hư ảnh cổ thần này trong tiếng ầm vang liền hoàn toàn vỡ vụn. Trong tích tất khi hư ảnh cổ thần tan nát, vương lâm mang theo thế đánh của vạn quân, mang theo một khí thế hung sát đánh thẳng về phía nam tử trung niên kia. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong chớp mắt. Lúc này Vương Lâm còn cách nam tử trung niên kia không tới mấy chục trượng khoảng cách mấy chục trượng đối với tu sĩ cổ tộc thì cũng giống như không tới bảy thước của phàm nhân ngay lập tức vương lâm đã vượt qua song quyền đụng vào một chỉ của nam tử trung niên đó tiếng chấn động tràn ra khắp không gian ngón tay của nam tử trung niên này lập tức nổ tung cốt nhục mơ hồ máu tươi văng tung tóe thân thể cũng phun ra một nguồn máu tươi nhanh chóng lui lại phía sau một ngón tay của hắn làm sao có thể so với song quyền của vương lâm lúc này khi nó vỡ tan song quyền của Vương Lâm liền hung hăng đánh vào ngực nam tử trung niên đang lùi lại, thân thể nam tử trung niên nọ kịch chấn, ầm một tiếng, ngực hắn liền lõm hẳn vào trong. Nhưng hắn dù sao cũng ngang tài ngang sức với Vương Lâm, giờ phút này dù bị thương, dù phun máu tươi nhưng chân phải cũng dơ đá ngang người Vương Lâm, lúc này chân phải hắn va chạm với song quyền của Vương Lâm, một lực lượng mạnh mẽ từ bên trong chân phải tràn ra, hoàn toàn bộc phát trên song quyền của Vương Lâm, mơ hồ lộ ra cực hạn thân thể vương lâm chấn động, khóe miệng tràn máu tươi. Thân thể hắn lúc này bị đá tung về phía sau mấy ngàn trượng, song trưởng mơ hồ run rẩy. một kích vừa rồi hắn cho dù không thi triển thần thông của cổ thần nhưng là một đòn cực mạnh của lực lượng thân thể mà hắn sau khi được truyền thừa của đạo cổ có thể phát ra được. Một kích này cho dù là tu sĩ không niết cũng phải tan xương, dù là tu sĩ không linh thì cũng không thể đối kháng dù có là tu sĩ không huyền trung kỳ thì cũng phải thi triển đại thần thông mới có thể ngăn cản nổi cổ tộc chiến ấn chính là chiến đấu sinh tử nhưng hễ là chiến đấu sanh tử thì kẻ dũng mãnh hơn sẽ chiến thắng vương lâm không thiếu sự dũng mãnh lúc này thần sắc dữ tợn không để ý tới thương thế vừa lui lại phía sau thân thể lại nhoáng lên một lần nữa lao tới áp sát nam tử trung niên kia dết trống lớn một tiếng vương lâm lần đầu tiên gầm lớn trong trận chiến này âm thanh này vang lên khiến vương lâm giống như hung thần ác sát khiến sắc mặt nam tử trung niên đang lui lại phía sau kia cũng thay đổi lần đầu tiên trong trận chiến này cổ yêu thôn thiên mắt trái của nam tử trung niên liền lóe lên ba yêu tinh bất ngờ hóa thành ba giọt máu từ bên trong mắt trái bay ra ở bên ngoài thân thể liền hóa thành hư ảnh một cổ yêu khổng lồ trong mắt trái của cổ yêu này không ngờ lại có chính yêu tinh cổ yêu vừa xuất hiện liền gào lên chói tai chỉ thấy thân thể nó nhanh chóng bành trướng hướng về phía vương lâm mở to miệng thôn phệ cổ ma phệ địa trong mắt phải của nam tử trung niên lại bay ra ba ma tinh biến thành ba giọt máu trong đó bột phát ra ma khí tinh thuần hóa thành một hư ảnh cổ ma lớn vô cùng cổ ma này vừa xuất hiện liền khiến thiên địa biến sắc đất trời chấn động cổ thần nổi giận hai tinh điểm cổ thần trên mi tâm của nam tử trung niên lúc này lóe lên như hai giọt máu khiến khí tức của cổ thần tràn ra khí tức này dung hợp khiến cho hư ảnh cổ thần lại một lần nữa xuất hiện Hư ảnh cổ thần lần này xuất hiện mang theo vẻ giận dữ vô cùng, hướng về phía Vương Lâm gầm nhẹ, "Phụ thần đạo cổ, ngưng hóa cổ ánh." Nam tử trung niên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy phía sau hắn nơi có hư ảnh của Tam tộc cổ, một thân ảnh khổng lồ hơn đột nhiên xuất hiện, thân ảnh ấy Vương Lâm rất quen thuộc, chính là đạo cổ Diệp Mịch, nếu so với hắn thì hư ảnh của Tam tộc cổ không khác gì trẻ con. Đạo cổ Diệp Mịch vừa xuất hiện, hai tay nam tử trung niên liền hướng về Vương Lâm điểm mạnh một cái. Ta là con trai của đạo cổ, ngươi được truyền thừa của phụ thân ta, hôm nay ta muốn thu hồi truyền thừa. Một chỉ này khiến hư ảnh của tam tộc cổ ầm ầm lao tới, cùng lúc đó còn có cả hư ảnh của đạo cổ Diệp Mịch cất bước tiến thẳng về phía Vương Lâm, đạo cổ Diệp Mịch không có con trai. Trước khi chết ba ngàn giọt máu hóa thành ba tộc cổ. Ba giọt máu này có lẽ có chín giọt là tâm huyết, bên trong có khí tức cổ tộc cực nồng đậm ngươi chỉ sợ là bị đám người trưởng tôn trong giới ngoại qua vô tận năm tháng, giết vô số người của tam tộc cổ, từ trên cơ thể họ ngưng tụ ra tâm huyết rồi biến thành mà thôi. Cho dù là thế thì hôm nay ngươi cũng chỉ mới ngưng tụ được có tám giọt tâm huyết, ánh mắt vương lâm lộ hung quang. Tất cả mọi chuyện đều là sau khi hắn nếm máu huyết của đối phương mà phân tích ra. Chiến đấu tới lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định, trong nháy mắt khi hư ảnh của tam tộc cổ còn có hư ảnh của đạo cổ diệp mịch tới gần Vương Lâm, bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm của hắn, tất cả tinh điểm cổ yêu trong mắt trái của hắn liền nhanh chóng xoay tròn, chúng xoay tròn và không ngừng dung hợp trong cơ thể khiến cho khí tức đạo cổ trên cơ thể hắn đột nhiên bộc phát. Trong tích tắc khi khí tức này bộc phát ra, phía sau Vương Lâm liền có đầu lâu không có mắt trái của đạo cổ do Vương Lâm được truyền thừa xuất hiện, đây là một trận chiến sinh tử giữa người được truyền thừa và kẻ do tâm huyết của đạo cổ biến thành nếu vương lâm thắng thì hắn thôn vệ đối phương cũng chính là thôn vệ tám giọt tinh huyết của đạo cổ tám giọt tinh huyết này rất có khả năng khiến tinh điểm trên mi tâm vương lâm ngưng hóa ra tám cái cũng có thể khiến cổ yêu cổ ma tăng thêm một tinh điểm tất cả mọi chuyện chính là cơ hội để hắn có thể vào vùng đất cổ mộ lần thứ hai đạt được truyền thừa một lần nữa